Hồi 156, Cao Tôn Giả phát chiêu kỳ quái. Lý tự thành đến trước mặt vi tiểu bảo, đập mạnh cây thiền trượng xuống đất, lớn tiếng quát đã là bậc đại trượng phu phải biết điều ân oán phân minh. Bữa trước sư phụ ngươi đã tha mạng cho ta thì nay ta cũng tha mạng cho ngươi. Từ giờ trở đi ngươi còn liếc mắt ngó con gái ta một lần, hay nói một câu là ta đập ngươi nát ra như tương đấy. Vi tiểu bảo hỏi đại trưởng phu nhất môn ký xuất, Tử mã nan truy là nghĩa làm sao? Bữa trước, Tam Thánh Am, lão cùng tình nhân là Trần Viên Viên đã hứa gả A Kha cho ta làm vợ. Chẳng nhẽ bây giờ lại muốn nuốt lời, lão không cho ta nhìn vợ một cái, nói với vợ một câu thì thật vô lý. Trong thiên hạ làm gì có bậc nhạc phụ đại nhân vô lý như vậy? A Kha tức quá đỏ bừng mặt lên nói, ra ra, chúng ta đi thôi, không thèm dây lời nói với thằng lòi nói nhăng nói cả này nữa. Miệng gã là mõm chó không thể mọc ngà voi, thì làm gì thốt ra được những câu tử tế. Vì tiểu bảo hỏi, hay quá, nàng đã nhìn nhận lão rồi, việc nàng kết thân với ta đã có mệnh lệnh của song thân. Nàng có chịu nghe không? Lý tự thành tức quá vung thiền trượng lên quát lớn quân cầu tạp trùng này, mi có câm miệng không? Tiền lão bản và từ thiên xuyên đồng thời nhảy sổ lại, vùng đao lên nhằm chém tới sau lưng Lý tự thành. Lý tự thành xoay thiền trượng lại gạt đánh choang, một tiếng. Hai thanh cương đao liền bị hất ra. Mã ngạn siêu đã rút đơn đao để ngang trước ngực xông tới đứng chắn cho vi tiểu bảo. Hắn quát mắng, lý tự thành kia, lúc còn ở thành côn minh, tánh mạng cha con lão do ai cứu thoát. Lão quả là phường vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ. Ngày trước Lý Tự Thành đã hoành hành thiên hạ, mở nước sương đế. Người thiên hạ chẳng ai không biết, mã ngạn siêu vừa hô tên họ lão, bọn lão khiếu hóa. Cao Tôn Giả ở trong sảnh đường đều bật tiếng la hoàng. Lý Tây Hoa quát hỏi: "Ngươi, ngươi là Lý Tự Thành ư? Té ra ngươi chưa chết. Hay lắm, hay lắm." Giọng nói của y đầy vẻ phấn khích. Lý Tự Thành trợn mắt lên nhìn Lý Tây Hoa hỏi lại: "Sao? Ngươi là ai?" Lý Tây Hoa đáp: "Ta hận mình chưa ăn thịt, lột ra ngươi được. Ta đã tưởng ngươi đã chết rồi, nào ngờ ngươi vẫn còn sống." Đấng Hoàng Thiên quả thật có mắt. "Hay lắm." Y vốn là người ăn nói văn hoa, hành vi khoát đạt, nhưng lúc này tinh thần rối loạn nên thốt ra những lời lùng cùng, chẳng theo thứ tự chi hết. Lý tự thành ngày trước giết người như ngué, mình lão đã thâm máu của không biết bao nhiêu vạn người, vậy những người kiếm lão để trả thù là chuyện rất thường, chẳng có chi kỳ lạ. Lão hắng giọng một tiếng, cười nhạt đáp khắp thiên hạ chẳng biết bao nhiêu ức triệu người muốn giết ta để rửa hận mà ta vẫn sống đàng hoàng. Người có muốn trả thù cũng không phải chuyện dễ dàng. A Kha kéo tay áo lão khe nói, ra ra, chúng ta đi thôi, Lý tự thành chống cây thiền trượng xuống đất xoay mình ra cửa. A Kha và Trịnh Khắc Sảng theo sau lão bước ra, Lý Tây Hoa la lên, Lý tự thành, ngày mai cũng vào giờ này, ta chờ ngươi ở đây. Nếu ngươi là anh hùng hảo hán thì đến cùng ta đơn đà độc đấu, quyết một trận sống mai. Ngươi có dám hứa hẹn không? Lý tự thành quay lại nhìn Lý Tây Hoa, vẻ mặt khinh khỉnh đáp thời kỳ lão gia tung hoành thiên hạ có lẽ ngươi chưa ra khỏi cái bào thai lý mỗ có phải anh hùng hảo hán hay không cũng chẳng đến thứ ngươi bình luận lão lại chống thiền trượng xuống vọt người đi mọi người ngơ ngác nhìn nhau không ai nói gì vì đều nhận thấy mấy câu của lão nói có lý những hành vi của lý tự thành kẻ khen người chê không giống nhau có điều ai cũng công nhận lão là anh hùng hảo hán dám nói dám làm dù là kẻ căm thù lão thâu xương cũng thừa nhận điều đó. Hiện nay Lý Tự Thành đã tuổi già, nhưng lúc lão dương mắt dòm ai vẫn thần oai lẫm liệt. Quần hùng trong sảnh đường đều là những tay võ công tinh thâm, từng trải giang hồ, mà bị luồng nhãn quang của lão bắn tới cũng không khỏi sinh lòng quý kỳ. Vì tiểu bảo cất tiếng thoá mà còn mẹ nó, hiển nhiên lão đã hứa lời gả con gái cho ta làm vợ mà bây giờ lại chối phăng. Ai bảo lão là anh hùng ta không cần biết ta chỉ cho lão là cầu hùng chứ đích phải anh hùng. Gã thấy Song Nhi đang xé vạt áo buộc vết thương ở bà vai liền lại giúp thị và hỏi, Song Nhi, sao ngươi cũng ở đây? Nếu ngươi không cứu ta kịp thời thì con vợ tàn ác mưu sát thân phu đã đâm mù mắt ta rồi. Song Nhi khẽ đáp, nô tỳ vẫn đi theo bên mình tướng công, nhưng tướng công không biết đó thôi, chứ chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, Ngươi vẫn theo dõi bên mình ta ư, sao ta lại không biết cao tôn giả la lên, này này, mau mau giải huyệt đạo cho ta và lấy thuốc giải đưa đây. Nếu không thì, hừ hừ, lão già lập tức bóp nát cái đầu của ngươi đó. Đột nhiên trong nhà đại sành những chàng cười khanh khách, ha ha, hô hố, hì hì nổi lên không ngớt. Những thuộc hạ của vi tiểu bào lục tục kép đến, cao tôn giả bị phong tỏa huyệt đạo không nhúc nhích được mà vẫn thốt ra những người hâm nạt khiến mọi người càng cười rô hắn tức giận lớn tiếng hỏi các ngươi cười gì mà cười lắm thế có gì đáng cười đâu chờ lát nữa sau khi ta giải khai được huyệt đạo mà gã vẫn không chịu đưa thuốc giải ra là ta sẽ bóp nát cái đầu của gã ra cho các ngươi coi tiền lão bản giơ đơn đao lên cười hà hà nói bây giờ nếu ta chém ba đao vào con mẹ cái đầu lão thì liệu óc lão có vỡ tan tành bắn ra tung tóe không cao tôn giả tức giận đáp cái đó thì lọ ngươi phải hỏi dĩ nhiên ta phải vỡ sọ tan óc Tiền lão bản cười nói, vậy ta phải nhân lúc lão chưa giải khai được huyệt đạo mà đập tan nát đầu óc lão trước đi. Để lúc lão giải khai được huyệt đạo rồi cũng chẳng thể bóp bề đầu chủ nhân của ta. Mọi người nghe nói thi nhau mà cười. Cao tôn giả tức bực nói, không phải ngươi điểm huyệt ta mà lại vung đao chém vỡ đầu ta thì sao đáng kể là đấng anh hùng. Tiền lão bản cười đáp, đáng kể hay không đáng kể ta cũng cóc cần, vì ta vốn dĩ chẳng phải đáng anh hùng lão dứt lời rồi giơ đao lên quỷ tôn giả vội la hoàng vi vi đại nhân sư ca của thuộc hạ vô lễ thốt lời mạo phạm đại nhân xin đại nhân lượng thứ cho thuộc hạ chịu tội thay y rồi lão hỏi cao tôn giả sư ca sư ca mau xin lỗi đi vì đại nhân cũng là cấp trên của sư ca chẳng lẽ sư ca còn chưa biết ư cổ lão không nhúc nhích được lão phải phân biệt nói với vi tiểu bảo rồi lại nói với cao tôn giả chứ chẳng thể nhìn thấy đối phương. Cao tôn giả đáp nếu gã ưng thuận cho thuốc dài thì đừng nói phải bồi tội, dù có dập đầu lại hay làm thân châu ngựa cho gã ta cũng chịu liền. Bằng gã không cho thuốc dài thì rồi ta bóp nát cái đầu gã ra. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, mụ điếm giả kia có chỗ nào tử tế đâu mà lão đối với mụ lại ân thâm nghĩa trọng. Gã toàn cất tiếng hỏi, đột nhiên thấy lão hương nông dung hai tay một cái rồi từ trong đám người cất bước đi ra. Lão vừa đi vừa nói, thưa các vị, tiểu đệ xin cáo từ. Quần hùng đều giật mình kinh hãi vì trong bọn bảy người bị phùng tích phạm điểm huyệt, trừ vi tiểu bảo được song nhi giải khai cho, còn sáu người nữa vẫn không nhúc nhích được. Phùng tích phạm phóng nội lực lướt qua lưỡi kiếm để điểm huyệt bằng thủ pháp cực kỳ lợi hại. Dù người võ công cao thâm, ít ra cũng phải hai, ba giờ mới có thể hành động được. Lào hương nông coi bộ khù khờ như ông già nhà quê vừa rồi lúc lão xoa bài, cậu đã ấn thành dấu trên mặt bàn, đủ tỏ nội lực rất cao thâm, nhất là bây giờ trong thời gian ngắn, lão đã tự giải khai được huyệt đạo thì thật là hiếm có. Quần hùng ngơ ngác nhìn lão kéo lê đôi giày ra huệ oải bước đi. Vì tiểu bảo nhìn tiền lão bản nói, tiền đại ca hãy đi giải huyệt cho anh em mình, cả vị lý, lý tiên sinh đây cũng là người nhà. Gã nói rồi trò vào lý tây hoa, tiền lão bản dạ một tiếng cha đao vào vỏ, toàn giải huyệt cho Lý Tây Hoa thì lão khiếu hoa bỗng cất tiếng hô, minh phục thanh phản, mẫu địa phụ thiên, tiền lão bản, ủa, một tiếng, từ thiên xuyên từ từ bước tới nắn bóp huyệt đạo sau lưng lão khiếu hoa. Đoạn lão quanh ra phía trước mặt đưa hai ngón tay khoầm khoầm vào trước mặt lão. Nguyên các đồng chí trong thiên địa hội rất đông người, khó mà biết hết nhau. Những ai mới gặp nhau lần đầu thường dùng tám chữ, thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh để làm ký hiệu cho dễ nhận. Nhưng gặp trường hợp có người ngoài hiện diện tại trường mà không muốn tiết lộ cơ mật thì đảo ngược mật hiệu đó mà hô lên. Dĩ nhiên người ngoài nghe thấy một cách đột ngột chẳng thể hiểu được là chuyện gì. Từ thiên xuyên vừa rồi co ngón tay khoằm khoằm làm dấu hiệu hành lễ với lão khiếu hóa. Đồng thời cũng để người ngoài khỏi biết lệ tiết trong bản hội. Tiền lão bản và từ thiên xuyên tiếp tục giải khai huyệt đảo cho ba người nữa là Lý Tây Hoa, Quỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên bây giờ chỉ còn một mình cao tôn giả ngồi phệt dưới đất. Mặt lão đỏ bừng lớn tiếng quát hỏi, sư đệ, còn mẹ nó, sao chưa giải huyệt cho ta còn chờ gì nữa? Quỷ tôn giả đáp, giải huyệt thì khó gì, nhưng sư ca không được vô lễ với vi đại nhân nữa. Cao tôn giả tức giận nói, ai bảo gã không chịu lấy thuốc giải cho ta, đó là gã đắc tội với ta chứ không phải ta đắc tội với gã. Bây giờ gã lấy thuốc giải đưa ra và xin lỗi lão ra là xong. Quỷ tôn giả ngần ngại đáp cái đó, thì khó lắm, lão khiêu hóa quá, lão lùn tịt mập ú kia, làm gì mà lại nhải mãi, đừng nói vi huynh đệ không cho thuốc, dù y có ưng thuận ta cũng khuyên y đừng cho. Lão giơ tay mặt lên trỏ đến véo một tiếng, một giây kình phong bắn về phía cao tôn giả. Tiếp theo mấy tiếng veo véo vang lên, những huyệt đạo bị phong tỏa đều được giải khai. Đột nhiên trái banh thịt từ dưới đất nảy lên nhảy sổ về phía vi tiểu bảo lão khiếu hóa liên vung trường đánh ra, cao tôn giả người đang lơ lửng trên không cũng phóng trường phản kích. thân hình hắn bị hất tung lên, võ công lại rất tinh thâm, hắn xả xuống vung song trường nhằm đánh vào đầu lão khiếu hóa. lão khiếu hóa vung chân trái nhằm đá vào sau lưng cao tôn giả, cao tôn giả lại phóng trường trả đòn, trường lực của hắn động vào thoái lực đối phương, con người to lớn lại bật lên. cao tôn giả lơ lửng trên không như một trái banh lớn. Lão khiếu hóa trưởng đánh, chân đá thủy trung không đánh được chúng chiêu nào. Đừng tưởng cao tôn giả con người thô lỗ nặng nề là vụng giải, hắn ra tay cực kỳ linh hoạt. Chân hắn không chấm đất, thân ino tòn ủng vẫn xoay chuyển được theo ý muốn. Lý Tây Hoa và quần hùng thiên địa hội đều là những người biết nhiều hiểu rộng mà chưa từng thấy lối đánh nào kỳ quái như của cao tôn giả. Quỷ tôn giả và lục cao hiên lại để hết tinh thần theo dõi cách phát chiêu của lão khiếu hóa thấy đòn nào cũng cực kỳ mãnh liệt. Tấm thân nặng hơn 200 cân của cao tôn giả hoàn toàn trông vào luồng lực đạo của lão khiếu hoa mới có thể bay nhảy trên không theo ý muốn mà không rớt xuống. Hai người càng đấu càng hăng, quyền phong và trường lực ảo ạt xô ra bức bách quần hùng đều phải đứng dựa lượng vào tường. Đột nhiên cao tôn giả quát một tiếng thật to rồi ra chiêu, ngũ đỉnh khai sơn. Tay mắt hắn phóng trưởng rồi nắm lại thành quyền giáng xuống đỉnh đầu lão khiếu hóa. Lão khiếu hóa la lên, hay quá, lão hạ thấp người xuống sử chiêu, thiên vương thác thác, đánh ngược lên, hai luồng lực đạo khủng khiếp đụng nhau. Cao tôn giả lại nảy người lên, xương sống đụng phải xa nhà bật lên những tiếng, rắc, rắc. Ngói trên nóc và đất cát rơi xuống là tả trong nhà đại sảnh bụi cát mịt mờ, cao tôn giả lại xà xuống đánh, lão khiêu hóa co mình lại rồi đột nhiên né tránh, cao tôn giả xô vào quãng không rất mạnh xuống đất đánh huyệt một tiếng lão khiếu hóa nổi lên chàng cười ha ha, tiếng cười chưa dứt cao tôn giả đã vọt lại nhanh như trước. Hắn đưa cái đầu nhằm đâm vào bụng lão khiếu hóa, lão khiếu hóa thấy tư thế xô tới cực kỳ uy mãnh, liền né sang một bên tránh khỏi, rồi đưa tay mặt đẩy mạnh vào đít cao tôn giả. Lão vừa nhà nội kình vừa quát lên một tiếng thật to. Nguyên luồng kinh lực của cao tôn giả đã cực kỳ mãnh liệt, lại thêm nội kình của lão khiếu hóa đẩy mạnh đi hai luồng kinh lực hợp là một để xô cao tôn giả vào tường thì cái đầu của hắn nhất định phải nát như tương, không còn nghi ngờ gì nữa. Quân hùng thấy thế không nhịn được cất tiếng la hoảng, quỷ tôn giả vội chụp một tên ngự tiền thị vệ đang ở dưới đất liệng ra vừa kịp thời đón vào chỗ tường đó. Chát một tiếng rùng rợn. Đầu cao tôn giả đâm vào bụng tên thị vệ rồi cả cái đầu hắn xuyên qua lần da thịt đâm sâu vào tường vách trổ thành cái lỗ lớn hắn lảo đảo đứng lên thì trên đầu còn dính một mảnh da thịt bầy nhầy ở nơi bụng của tên thị vệ hắn đưa hai tay lên xoa xít một hồi tức giận quát hỏi còn mẹ nó trời cách này là kiểu gì đây quần hùng thấy thế không khỏi kinh hãi lão khiêu hóa lớn tiếng hỏi lại còn đánh nữa hay thôi cao tôn giả đáp ngày trước ta thân thể cao lớn thì lão đừng hòng đánh được ta lão khiếu hóa hỏi lại hiện nay thì sao cao tôn giả lắc đầu hiện nay thì ta đánh lão không thắng được chi bằng thôi quách, đột nhiên cao tôn giả nhảy lên húc đầu vào chỗ tường có xác tên thị vệ còn dính ở đó. Một tiếng, sầm, rùng rợn, tường bị xuyên thủng một lỗ thật lớn, cả người lão và thi thể tên thị vệ đều chuồn ra ngoài. Quỷ tôn giả giật giọng gọi, sư ca, sư ca, hắn cũng nhảy qua lỗ hồng ra ngoài. Lục cao hiên nói, vì đại nhân, xin cho thuộc hạ chạy đi coi. Hắn tung chân lên, chân trước đầu sau, con người bằng bạn xuyên qua lỗ hồng vọt ra ngoài. Đồng thời hắn chắp hai tay lại hành lễ với vi tiểu bào. Tư thế rất là ngoạn mục, quần hùng không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Bọn từ thiên xuyên, tiền lão bản đều tự hỏi không biết vi hương chủ thu ở đâu được hai tên bộ hạ này. Võ công của họ thật là ghê gớm, so với bọn mình, chúng còn cao thâm gấp 10, Lý Tây Hoa chắp tay nói, tại hạ xin cáo từ, rồi theo cửa lớn bước lẹ ra ngoài luôn vì tiểu bảo nhìn lão khiếu hóa, chắp tay hỏi, thưa huynh đài, huynh đài cho bọn này đi được chăng? Gã vừa nói vừa trò và bọn thị vệ bị phong tỏa huyệt đạo. Lão khiếu hóa cười khà khà đáp tại hạ mà biết trước họ là tù hạ của vi huynh đệ thì đã không dám đắc tội. Lão đưa tay ra kéo bọn triệu tề hiền, không thấy lão sở nắn gì cả, chỉ chụp một cái đã giải huyệt xong cho mấy tên thị vệ. Vì tiểu bảo nói, tiểu đệ xin đa tạ huynh đài gã lại cho bọn triệu tề hiền trương khang niên về trước từ thiên xuyên liếc mắt nhìn song nhi hỏi phải chăng vị cô nương này là tâm phúc của vi huynh đệ vì tiểu bảo đáp phải rồi chúng ta có việc gì cũng không cần giấu y lão khiếu hoa nói cô này tuy còn nhỏ tuổi mà đầy lòng trung nghĩa ít người bì kịp vừa rồi nếu y không liều mạng cứu chúa thì cặp mắt của vi hương chủ đã bị hư rồi vì tiểu bảo dắt tay song nhi đáp đúng thế đúng thế tiểu đệ may mà được y giải cứu song nhi thấy hai người tán tụng mình đỏ mặt lên cúi đầu xuống không dám nhìn quần hùng từ thiên xuyên tiến lên một bước nhìn lão khiếu hóa hô ngũ nhân phân khai nhất thủ thi thân thượng hồng anh vô nhân chi lão khiếu hóa đọc tiếp tự thư truyền đắc chúng huynh đệ hậu lai tương nhận đoàn viên thì vi tiểu bảo khi mới vào thiên địa hội đã được anh em truyền thụ những khẩu hiệu cùng nghi tiết cho gã học thuộc lòng những câu này rất quê mùa từ hồ có nghĩa mà lại không thông nên biết những anh em trong thiên địa hội phần đông là hán tử giang hồ, mà có đến quá nửa là không biết chữ. Nếu dùng những khẩu hiệu, ám ký lời lẽ sâu xa thì họ không thể nhớ được. Vì tiểu bảo thấy lão khiếu hóa đọc mấy vần thơ để nhận nhau, gã cũng lên tiếng, sơ tiến hồng môn kết nghĩa huynh đương thiên minh thệ biểu chân tình lão khiếu hóa đọc tiếp. Tòng bách nhị chi phân tả hữu trung tiết hồng hòa kết nghĩa đinh vi tiểu bào lại đọc, trung nghĩa đường tiền huynh đệ tại thành trung điểm tướng bách vạn binh lão khiếu hóa đọc phúc đức từ tiền lai thệ nguyện phản thanh phục minh ngã hồng anh vi tiểu bảo hỏi tiểu đệ vi tiểu bảo hiện làm hương chủ thanh mục đường xin huynh trưởng cho hay cao tính đại danh hiện giữ chức gì thuộc về đường nào lão khiếu hóa đáp huynh đệ tên gọi ngô lục kỳ hiện làm hồng kỳ hương chủ ở hồng thuận đường bữa nay may gặp vi hương chủ cùng anh em rất lấy làm hoan hỉ quần hùng nghe lão xưng danh liền nhớ tới thiết cái ngô lục kỳ, tì ánh tăm lẫy lừng thiên hạ. Ai cũng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, nhất tề nhìn lão kính cần thi lễ. Bọn từ thiên xuyên đều thông tên họ và đưa những lời ngưỡng mộ, khâm phục. Nguyên ngô lục kỳ làm đề đốc Quảng Đông, trong tay nắm giữ binh quyền một tình. Năm trước lão được cha y hoàng khuyến khích, lại có chí phản thanh phục minh, liền ngấm ngầm gia nhập thiên địa hội, giữ chức hồng kỳ hương chủ trong hồng thuận đường ở thiên địa hội chữ hồng rất được chú trọng chữ hồng là do chữ hán mà ra chữ hán gất đi chữ thổ thì biến thành chữ hồng ý nói người hán đã mất đất để người hồ chiếm giữ do đó các anh em trong hội tự xưng là hồng anh ngụ ý lúc nào cũng không quên trùng hưng cố quốc khôi phục giang sơn hồng kỳ hương chủ không phải là hương chủ chính thức hồng kỳ hương chủ không xử lý công việc mà cũng không thống lãnh anh em trong bản đường nhưng địa lại trên hương chủ chính thức vậy hồng kỳ hương chủ là một chức rất tôn cao trong thiên địa hội kế tiếp liền với tổng đà chúa trần cận nam ngô lục kỳ làm hồng kỳ hương chủ trong thiên địa hội trước nay giữ chân tướng rất ẩn bí cả bọn từ thiên xuyên tiền lão bản cũng chưa biết mặt ngô lục kỳ nắm tay vi tiểu bảo cười nói vì hương chủ hương chủ phải đi vân nam hành động để đối phó với đại hán gian ngô tam quế huynh đệ được Tổng Đà Chúa truyền lệnh phải đến vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quế Châu bốn tỉnh để tùy cơ tiếp ứng cho hương chủ. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp, huynh đệ nhận được lệnh liền phái mười mấy anh em đắc lực đến Vân Nam đã ngấm ngầm trợ thủ cho hương chủ. Nhưng vì hương chủ xử trí rất tài tình, các anh em trong thanh mục đường cũng đều tinh minh mẫn cán, nên dù gặp hiểm nghèo cũng qua một cách dễ dàng vì thế mà bọn hồng thuận đường chẳng có chỗ nào để ra sức cho hương chủ nữa lão kể tiếp mấy bữa trước đây nghe nói vi hương chủ cùng các vị anh em đến quảng tây ngô mỗ liền hóa trang tới tụ hội với anh em vì tiểu bảo cả mừng đáp té ra là thế ân sư hết lòng chiếu cố cho tiểu đệ lại được ngô hương chủ chân tâm giúp đỡ tiểu đệ rất lấy làm hân hạnh và cảm kích vô cùng đoạn gã tán dương đại danh của ngô hương chủ lẫy lừng bốn bề chẳng ai không biết mà lại là anh em trong hội, thật khiến cho tiểu đệ sung sướng không bút nào tả xiết. Thực ra họ tên Ngô Lục Kỳ, bữa nay vì tiểu bào mới được nghe là lần đầu. Gã thấy bọn từ thiên xuyên tỏ lòng kính cẩn, nỗi hân hoan lộ ra ngoài mặt nên gã cũng tâm bốc mấy câu. Ngô Lục Kỳ cười đáp vì huynh đệ đâm chết gian thần ngao bái mới xứng đáng là một vụ tứ hải văn danh. Chúng ta đã là anh em trong nhà, vậy bất tất phải khách sáo nữa. Ngô mỗ có đắc tội với bọn thị vệ dưới trướng vi huynh đệ mới mời được vi huynh đệ tới đây. Xin vi huynh đệ miễn trách cho. Hồi 157, bách thắng đao vương hồ giật chi, vì tiểu bảo cười nói, tổ bà nó, mấy tên chó chết vừa rồi đánh bạc thua tiền còn cãi cối. Ngô đại cho cho chúng nó nếm mùi đau khổ tức là giao huấn bọn chúng từ nay đánh bạc phải theo đúng quy luật. Tiểu đệ rất lấy làm hà dạ và cảm ơn đại ca. Ngô lục kỳ nổi lên chàng cười ha ha. Quần hùng ngồi xuống rồi, Ngô Lục Kỳ hỏi về những việc ở Vân Nam, vì tiểu bảo nhất nhất thuật lại. Ngô Lục Kỳ nghe nói đã bắt được đầy đủ bằng chứng Ngô Tam Quế quả có ý tạo phản thì lòng khoan khoái, hết sức khen ngợi. Lão nói, tên gian tặc đó khởi binh làm phản nhất định sẽ đánh tới Quảng Đông, chúng ta phải một phen cử động cực nhọc với hắn. Khi đà bại được tên gian tặc đó rồi, chúng ta quay về Bắc đánh thẳng lên Bắc Kinh. Quần hùng đang nói chuyện, đường chủ của gia hậu đường là Mã Siêu Hưng được tin báo liền đến ngay. Mã Siêu Hưng tương hội cùng Ngô Lục Kỳ lại diễn ra bầu không khí thân thiết. Lúc nói tới chuyện xảy ra trong sòng bạc, Ngô Lục Kỳ lớn tiếng thoá mà phùng tích phạm, mà sát hắn giờ trò ám toán nham hiểm đê tiện. Lão muốn tìm ngay phùng tích phạm để đánh cho hắn một trận. Vì tiểu bảo lại nói đến chuyện phùng tích phạm định hạ sát Trần Cận Nam ở Bắc Kinh, Ngô Lục Kỳ đập mạnh tay đánh, chát một tiếng xuống mặt bàn rồi nói chúng ta phải đập cho hắn một trận một là để báo thù cho anh em thanh mộc đường hai là trừ bỏ mối lo tâm phúc cho trần tổng đà chúa ba là rửa cái hận bữa nay hắn ngấm ngầm tập kích anh em nên biết ngô lục kỳ trước nay chưa từng gặp tay địch thủ ngang thương với lão mà bữa nay lại bị phùng tích phạm kiềm chế không nhúc nhích được lão căm vẫn không bút nào tả xiết mã siêu hưng nói lý tự thành là tên một đại phản tặc đã hạ sát sùng trinh thiên tử nay hắn ta tới Liễu Châu, chúng ta không thể buông tha hắn một cách dễ dàng. Nguyên thiên địa hội vẫn một lòng trung trinh với nhà đại minh. Sùng trinh hoàng đế bị Lý Tự Thành bức bách phải chết treo ở núi Môi Sơn. Dĩ nhiên Lý Tự Thành cũng là kẻ thù của thiên địa hội. Mọi người hỏi đến lại lịch của cao tôn giả và ủy tôn giả, vi tiểu bảo trả lời một cách hàm hồ. Gã nói ủy tôn giả và lục cao hiên là thị vệ trong triều, vì gã có ơn với hai người này nên chúng dốc lòng chung với gã để đền đáp. Ngô Lục Kỳ lại ca tụng Lão Hương Nông đã giải khai huyệt đạo cho mình. Lão nói, bình sinh ngô mỗ rất ít khi chịu phục ai, nhưng vị nhân huynh ấy võ công cực kỳ cao minh, ngô mỗ tự thẹn không bằng người ta. Những nhân vật trong võ lâm có bản lĩnh như vậy thật là hiếm có, ngô mỗ nghĩ mãi mà không biết y là ai quần hùng nghị luận hồi lâu rồi mã siêu hưng phái anh em bản đường đi điều tra chỗ ở của lý tự thành phùng tích phạm một mặt y trị thương cho phong tế trung huyền trinh đạo nhân và song nhi vì tiểu bảo hỏi lại song nhi xem đã theo dõi gã ở dọc đường như thế nào thì thị cho hay là sau khi bị thất tán ở ngũ đài sơn thị đi tìm gã khắp nơi song nhi hỏi dò được tin tức rồi lên chùa thanh lương thì vị hòa thượng trụ trì ở chùa này cho biết là vi tiểu bảo đã trở về bắc kinh Song Nhi hối hả chạy đến Bắc Kinh thì Vi Tiểu Bảo đi Vân Nam. Thị rượt theo đến địa phận tỉnh Hà Bắc thì mới kịp. Thị còn là đứa nhỏ, trong lòng có ý niệm khác người lớn. Thị lo rằng Vi Tiểu Bảo đã làm quan to, không muốn dùng mình để hầu hạ nữa nên không dám thẳng thắn ra mặt nhận gã. Thị lấy cắp một bộ áo của quân sĩ kiêu kỵ doanh mặc vào rồi trà trộn vào bọn binh lính theo xuống tới Vân Nam, qua Quảng Tây. Mấy bữa nay Vi Tiểu Bảo gặp bước nguy hiểm trong sòng bạc, a kha muốn đâm đuôi mắt gã thị mới có cơ hội xông vào ứng cứu vì tiểu bảo nghe song nhi thuật chuyện rất lấy làm cảm kích gã ôm thị vào lòng và khẽ đặt lên má thị một cái hôn gã cười nói cô ngốc này khi nào ta lại không để ngươi phục thị ta lúc nào ta cũng muốn ngươi kề cận bên mình trừ khi ngươi không nhận thì không nói làm chi hoặc ngươi đi lấy chồng song nhi vừa hoan hỉ vừa mắc cỡ mặt đỏ bừng lên thì ấp úng đã không, không, nô no tỳ không lấy ai hết. Tối hôm ấy Mã Siêu Hưng bày yến tiệc trong một kỹ viện ở thành Liêu Châu để thết đãi ngô lục kỳ. Trong khi uống rượu thì có người đến báo đã tìm ra tung tích của Lý Tự Thành. Hiện hắn đang ở trong căn nhà nhỏ dựng trên bè gỗ. Nguyên Liễu Châu là nơi sản xuất rất nhiều tre gỗ, nghề làm quan tài ở Liễu Châu nổi tiếng khắp thiên hạ. Vì thế mà người ta có câu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu. Chết ở Liễu Châu. Người Liễu Châu đốn gỗ đóng thành bè lớn thả xuống Liễu Giang cho xuôi về phía đông. Trên sông Liễu Giang bè gỗ rất nhiều, không biết bao nhiêu mà kỳ. Những căn nhà dựng trên bè gỗ là nơi ẩn thân rất tốt vì ít người biết đến. Thiên địa hội người nhiều thế lớn, ở đâu cũng có tai mắt nên mới điều tra nhanh chóng. Ngoài ra ít kẻ tìm thấy, Ngô Lục Kỳ vỗ án đứng dậy nói, chúng ta đi thôi, không uống rượu nữa mã siêu hưng đáp xin để cho tiểu đệ bố trí một chút rồi hãy cử động khiến bọn chúng không tẩu thoát được chờ đến canh hai mã siêu hưng dẫn quần hùng ra bờ sông bước xuống một con thuyền nhỏ những thuyền phu trên con thuyền nhỏ không cần ai chỉ bảo tự mình bơi ra theo sau là bảy tám con thuyền nhỏ khác đi cách một quãng xa xa con thuyền nhỏ bơi trên sông chừng bảy tám dặm thì dừng lại một tên phu thuyền tiến vào trong khoang khẽ nói thưa ba vị hước chủ chỉ còn một chút nữa là đến trước cái bè gỗ đó. Vì tiểu bảo ngồi trong thuyền nhìn ra thấy trong căn nhà nhỏ trên bè gỗ có ánh sáng vàng khẻ chiếu ra. Gã lại ngó quanh mặt sông thấy giải rác ba bốn chục chiếc thuyền nhỏ. Mã siêu hưng nói những thuyền nhỏ kia đều là của bọn ta hết. Vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng trong mỗi thuyền đại khái có 10 người, vậy cộng tất cả đến ba bốn trăm người. Bọn Lý tự thành và phùng tích phạm dù có lợi hại đến đâu, thì phe này có trốn lên trời cũng không thoát được. Giữa lúc ấy nghe trong căn nhà trên bè gỗ co tiếng quát hỏi, ai, ở đây nấp nánh giò ngó gì vậy? Ngữ âm rất mãnh liệt, khiến người nghe cơ hồ thủng cả màng tai. Chính là tiếng Lý Tự Thành. Trên bờ sông có người cười khanh khách đáp Lý Tự Thành, thế là ta kiếm thấy ngươi rồi. Quần hùng đều nghe rõ thanh âm của Lý Tây Hoa. Mã Siêu Hưng và Ngô Lục Kỳ đưa mắt nhìn nhau ra chiều kinh dị tự hỏi, sao người này cũng tìm tới đây? một bóng đen tung mình nhảy xuống bè gỗ, thanh trường kiếm trong tay y dưới bóng trăng lạnh lẽo phát ra hàn quang lạnh lẽo. Một người từ căn nhà nhỏ trên bè gỗ tay cầm thiền trượng vọt ra. Chính là Lý Tự Thành, lão lạnh lùng nói, hay lắm, té ra ngươi đã tìm tới đây. Lý Tây Hoa hỏi, bữa nay ta lấy đầu ngươi, e rằng ngươi sẽ biến thành con quỷ hồ đồ. Ngươi đã biết ta là ai chưa? lý tự thành đáp lý mộ giết người có đến ức triệu thì hơi đâu mà hỏi đến danh tính từng cá nhân lại đây mau ba tiếng lại đây mau lão gầm lên như tiếng sét ở trên sông lại càng truyền đi rất xa lão vừa quát vừa vung thiền trượng đánh tới lý tây hoa né người tránh khỏi đồng thời đè trường kiếm vào cây thiền trượng róc xuống lý tự thành dung cây thiền trượng quét ngang lưng địch nhân lý tây hoa nhảy tung mình lên phóng mũi kiếm đâm xuống lý tự thành phóng trượng đâm lên lý tây hoa người đang lơ lửng trên không chẳng thể né tránh y liền đưa chân trái ra điểm vào đầu trượng để lấy đà lộn đi một vòng tư thức rất là ngoạn mục lúc y hạ xuống chân trái đặt lên bè gỗ chỉ còn cách chừng nửa thước là rớt xuống sông ngô lục kỳ nói bơi thuyền lại gần để coi cho rõ thuyền phu liền bơi thuyền về phía trước mã siêu hưng nói có người đến tỷ đấu với hắn chúng ta càng dễ hành động y nhìn tên thuyền đứng đằng mũi nói, phát hiệu lệnh đi, tên thuyền phu giả một tiếng rồi lấy trong khoang ra một cái đèn lồng màu đỏ treo lên cột buồng. Lập tức trong các thuyền nhỏ bốn mặt đều có người tụt xuống sông. Vì tiểu bảo cả mừng reo lên, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, gã võ công kém cỏi không muốn chứng kiến người ta đơn đà độc đấu, bây giờ lấy số đông mấy trăm người vây đánh ba nhân vật đối phương là ăn chắc. Huống chi gã thấy những người bên mình thạo nghề lội dưới nước, chỉ cần họ chuồn vào gầm bè gỗ, chặt đứt những dây che ràng buộc là những cây gỗ trôi đi tản mát, có thể bắt đối phương một cách dễ dàng. Gã nghĩ tới chỗ bè gỗ tản mát vội hô mã đại ca, vị cô nương trong căn nhà nhỏ trên bè kia là hôn thê của tiểu đệ. Xin đại ca bảo anh em bảo vệ cho nàng khỏi chết chìm dưới lòng sông. Mã siêu hưng cười đáp vì hương chủ cứ vững dạ, tiểu đệ đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi trong bọn anh em nhảy xuống sông có người người chuyên việc cứu viện vị phu nhân đó người người anh em này bơi lộ ý rất giỏi muốn bắt cá sống còn được thì còn lo gì nữa vì tiểu bảo hớn hở nói thế thì hay quá rồi gã lẩm bẩm mong sao thằng lòi trịnh khắc sảng chết chỉ mới là tuyệt diệu con thuyền nhỏ từ từ bơi lại gần trên bè gỗ một luồng hắc khí và một làn bạch quang bay lượn nhảy múa cuộc đấu đang diễn ra khốc liệt Ngô Lục Kỳ nói, Lý Tự Thành không rèn luyện võ công thượng thẳng, hoàn toàn trông vào tí lực của cánh tay để chống chọi. Chỉ trong vòng ba chục chiêu, hắn tất chết về tay Lý Tây Hoa. Không ngờ con người kiêu hùng khét tiếng thiên hạ lại bị uổng mảng trên sông Liễu Giang này. Vì tiểu bảo không nhìn rõ tình hình cuộc tỷ đấu giữa hai người. Gã chỉ thấy Lý Tự Thành lùi dần từng bước một, bỗng nghe tiếng A Kha từ trong căn nhà nhỏ vọng lên, trịnh công tử công tử mau mời phùng sư phụ ra tiếp viện cho gia phụ. Trịnh khắc sản đáp được rồi, thưa sư phụ, xin sư phụ ra phát lạc cho thằng lỏi kia dùng cho. Phùng tích phạm chống kiếm vọt qua cửa căn nhà nhỏ ra ngoài. Lúc này Lý Tự Thành đã phải lùi đến mép bè gỗ. Hắn chỉ lùi một bước nữa là lăn xuống nước. Phùng tích phạm quát lên, này, thằng lỏi kia, ta đâm vào huyệt linh đài sau lưng ngươi. Thanh trương kiếm của lão từ từ phóng tới, quả nhiên nhằm đâm huyệt linh đài của Lý Tây Hoa. Lý Tây Hoa toàn xoay kiếm về đỡ gạt thì đột nhiên trên nóc căn nhà nhỏ có tiếng quát. Này, thằng lỏi kia, ta đâm vào huyệt linh đài sau lưng ngươi. Ánh bạch quang lấp loáng, một bóng người như con chim khổng lồ xa xuống đâm lẹ tới sau lưng phùng tích phạm. Diễn biến đột này ra ngoài sự tiên liệu của mọi người vì chẳng ai ngờ trên nóc căn nhà nhỏ lại có người ẩn nấp. Phùng tích phạm không kịp công kích Lý Tây Hoa, né mình vung kiếm lên gạt khí giới của đối phương đao kiếm đụng nhau bật lên một tiếng choang rùng rợn vang rền hồi lâu không dứt người mới tới tay cầm một thanh đơn đao khí giới vừa đụng nhau hai bên cùng biết là gặp địch thủ ghê gớm đều lùi lại một bước phùng tích phạm quát hỏi ngươi là ai người kia cười đáp ta nhận ra ngươi là bán kiếm Hiếu huyết phùng tích phạm mà ngươi không nhận được ta ư lúc này bọn vi tiểu bào đã nhìn rõ người kia mặc quần áo vải thô lưng thắt đai rộng bằng vải xanh, chân đi giày cỏ. Chính là lão hương nông, ban ngày ở sòng bạc, lão đã tự giải khai được huyệt đạo bị kiềm chế. Chắc vì lão bị phùng tích phạm ám toán, trong lòng căm phẫn, nên bây giờ tới đây để trả mối hận đó. Phùng tích phạm cất giọng âm trầm hỏi, thân thủ các hạ như vậy tưởng chẳng phải hạng vô danh mà sao lại giấu đầu hở đuôi, giờ trò nấp nánh. Lão hương nông đã, dù ta có là hạng vô danh cũng còn hơn tên bán kiếm hữu huyết phùng tích phạm cả giận phóng kiếm đâm tới. Lão hương nông không né tránh cũng không đỡ gạt, vung đơn đao đến véo một tiếng nhằm bổ xuống đầu phùng tích phạm mới coi kiểu đánh này thì tựa hồ lão vung đao kiểu liều mạc để hai bên cùng chết. Nhưng chiều đao ra sau mà lại đến trước, mau lẹ ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Chiều kiếm của phùng tích phạm chưa đâm trúng đối phương thì đơn đao bên địch đã phóng tới trước ngực. Hắn sợ quá không tính đến việc hạ địch nhân, hốt hoảng né qua mé tả lão hương nông lại khoa đao quét ngang một cái tấn công vào mạng sườn hắn phùng tích phạm chống kiếm lên đỡ lão hương nông đột nhiên cho thanh đao chuyển hướng một cách nhẹ nhàng nhằm chém vào vai bên tà phùng tích phạm phùng tích phạm nghiêng mình tránh khỏi đánh trả một kiếm lão hương nông vẫn không đỡ gạt hô đao chém vào cổ tay hắn hai người qua lại ba chiêu mà lão hương nông vẫn giữ thế công Đừng thấy lão tướng mạo thật thà chất phác lại thêm mấy phần ngứa ngẩn mà cho rằng lão khù khờ. Đào pháp của lão thật là lợi hại, tàn độc hiếm thấy trong võ lâm. Bọn ngô lục kỳ, mã siêu hưng, từ thiên xuyên, tiền lão bản đều ngấm ngầm thán phục và cho là một kỳ nhân. Đột nhiên phùng tích phạm la lên, hãy khoan, hắn nhảy lùi ra hai bước nói tiếp, té ra tôn giá là bách thắng. Hắn chưa dứt lời, lão hương nông đã quát lên, đánh là đánh hà tất phải nói nhiều lão nhảy sổ lại chém veo véo liền ba đao khiến cho phùng tích phạm không dành để nói tiếp hắn đành phấn khởi tinh thần đỡ gạt những chiêu đánh tới nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm quả thật kiếm pháp cực kỳ cao thâm hắn ngưng thần cự địch khiến lão hương nông không thể chiếm được thượng phong hai người tiến chiêu chợt mau chợt chậm, có lúc dày như pháo liên châu có lúc chỉ xoay chuyển thân hình mà không trao đổi một đòn bên kia Lý Tự Thành và Lý Tây Hoa vẫn tiếp tục chiến đấu. Trịnh Khắc Sảng và A Kha Tây cầm binh khí đứng bên Lý Tự Thành để chờ khi thấy lão kém sức là xông vào trợ chiến. Lý Tự Thành mua tít cây thiền trượng khiến Lý Tây Hoa trong lúc nhất thời khó mà sấn vào gần được, mặc dù kiếm pháp y rất cao thâm. Cuộc đấu đang hăng, đột nhiên Lý Tây Hoa rụt chân về, lộn mình tới bên chân đối phương. Mũi kiếm của y trỏ tranh trách lên, chí vào bụng dưới Lý Tự Thành, Quát hỏi: "Bữa nay ngươi còn sống được chăng?" Chiêu Ngọc Vân Phiên, này của Lý Tây Hoa nghe đồn là tuyệt chiêu của Lãng Tử Yến Thanh, một tay hảo hán ở núi Lương Sơn đời tống truyền lại. Tuy chỉ là một tiểu xảo, nhưng mau lẹ khôn lường khiến địch nhân khó nỗi đề phòng. A Kha và Trịnh khắc sảng giật mình kinh hãi. Khi chúng phát giác thì Lý Tự Thành đã bị kiềm chế, không kịp cứu viện. Lý Tự Thành đột nhiên trợn mắt quát lên một tiếng thật to khiến mọi người đều phải ù tai khác nào xét nổ bất thình lình. Lý Tây Hoa giật mình kinh hãi, bất sắc trường kiếm tuột khỏi tay. Lý tự thành vung chân đá Lý Tây Hoa lộn đi một vòng. Đầu cây thiền trượng của hắn chỉ vào trước ngực y đè xuống mặt bè gỗ, khiến y không nhúc nhích được nữa. Diễn biến đổi bại thành thắng này xảy ra trong khoảnh khắc. Hiện giờ Lý Tự Thành chỉ phóng cây thiền trượng một cái là gân cốt trước ngực Lý Tây Hoa bị gãy đứt, tim phổi cũng tan nát, chẳng thể sống được nữa. Lý tự thành quát lên, nếu ngươi chịu phục thì ta tha mạng cho. Lý Tây Hoa đáp, người mau mau đâm chết ta đi, ta không trả được mối thù giết cha thì còn mặt mũi nào sống ở thế gian nữa. Lý tự thành nổi lên chàng cười rộ nói, hay lắm, hắn hạ thấp cánh tay trái, vận nội lực vào cánh tay phải toàn ấn đầu trượng xuống thì ánh trăng tỏ từ phía sau chiêu rõ vào mặt Lý Tây Hoa. Hắn thấy thái độ y vẫn bình thản, miệng lại mỉm cười, tuyệt không có ý sợ hãi. Lý tự thành bất giác run lên quát hỏi, phải chăng ngươi là người họ Lý ở Hà Nam? Lý Tây Hoa đáp, đáng tiếc là trong họ Lý chúng ta lại sinh ra con người bụng dạ hẹp hòi như ngươi thành một đứa mãng phu, không làm nên việc lớn. Lý tự thành cất tiếng run run hỏi, Lý công tử, còn Lý nhan đối với ngươi là ngươi như thế nào? Lý Tây Hoa đáp, ngươi còn biết hỏi câu này là khá đó. Y nói rồi lại mỉm cười. Lý tự thành nhấc cây thiền trượng lên hỏi, phải chăng ngươi là con của? Lý huynh đệ, Lý Tây Hoa tiếp đáng khen cho người còn dám cái mặt dày kêu ra ra ta bằng huynh đệ. Lý tự thành loạn choạng người đi mấy cái, tay trái hắn tự ấn vào trước ngực mình, miệng làm nhảm. Lý huynh đệ còn để lại người nối dõi ư, ngươi, ngươi là con của Hồng Nương Từ phải không? Lý Tây Hoa thấy hắn nhấp thiền trượng lên cao mấy thước vẫn chưa đam xuống, liền thúc giục mau hạ thủ đi, còn hỏi chuyện đó làm gì nữa. Lý tự thành lùi lại một bước, cắm cây thiền trượng xuống bể gỗ. Thủng thẳng nói, suốt trong đời ta, điều lầm lẫn thứ nhất là sát hại gia gia ngươi. Người thoá ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi, chỉ là kẻ mãng phu không làm nên nghiệp lớn. Điều đó không sai chút nào, người muốn báo thù cho gia gia ngươi là việc rất hợp lý. Lý tự thành này bình sinh giết người có đến hàng trăm vạn mà trước nay chưa từng bận tâm, nhưng nghĩ tới việc hạ sát gia gia ngươi, trong lòng, hổ thẹn vô cùng. dứt lời hắn vứt cây thiền trượng liệm ra xa đánh bõm một tiếng. Tia nước bắn lên tung tóe, cây thiền trượng chìm xuống đáy sông. Bỗng Lý tự thành ọc một tiếng hộp máu tươi ra rất nhiều. Lý Tây Hoa không ngờ ô xảy ra biến cố này. Y đứng phát dậy nhìn Lý Tự Thành thì thấy tròm dâu bạc của hắn dính đầy máu tươi. Tay cầm thanh trường kiếm mà không phóng ra, Y nói, người đã hổ thẹn trong lòng thì còn đau khổ hơn là ta giết ngươi nhiều lý tây hoa nói rồi băng mình vọt đi chân trái y điểm vào đoạn dây cột bè nhảy lên bờ chỉ mấy cây nhô lên hụp xuống người đã mất hút vào trong bóng tối a kha cất tiếng gọi ra ra rồi chạy đến bên lý tự thành cô đưa tay toan để nâng đỡ phụ thân lý tự thành xua tay đi thẳng ra cạnh bè gỗ bước một chân xuống nước a kha lại la lên ra ra cô chạy gần tới nơi thì lý tự thành đã bước nốt chân kia xuống nước chỗ này là chỗ bãi sông nước cạn, Lý Tự Thành tiếp tục cất bước vào bờ. Chân hắn loạn choạng đi mỗi lúc một xa, A Kha quay lại la lên, trịnh công tử, gia phụ, bỏ đi rồi. Bỗng cô khóc hòa lên chạy lại gieo đầu vào lòng trịnh khắc sàng. Trịnh khắc sàng đưa tay trái ra ôm choàng lấy A Kha, tay mặt nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, miệng an ủi, lệnh tôn đi rồi nhưng còn có tiểu huynh đây. Gã chưa dứt lời, dưới chân bỗng thấy bẻ gỗ chuyển động hai người cùng bật tiếng la, trời ơi, rồi té cả xuống nước. Nguyên lúc này, những tay hào thủ về nghề bơi lội ở gia hậu đường trong thiên địa hội đã chuồn vào dưới gầm bè gỗ, chặt đứt lạt buộc, những cây gỗ liền tản ra và trôi đi. Phùng tích phạm nhảy vọt lên không nhằm đúng vào một cây gỗ lớn nhẹ nhàng hạ xuống. Lão hương nông rượt theo, vung đao đánh véo một tiếng nhằm chém xuống đầu hắn. Phùng tích phạm vung kiếm lên nganh tiếp hai người lại tiếp tục đánh nhau trên cây gỗ lớn. Cuộc đấu này so với vừa rồi ở trên mặt bè gỗ còn khó khăn gấp 10. Cây gỗ ở dưới nước không ngớt chuyển động và chằn qua chằn lại, khó mà đứng vững được. Hơn nữa, chẳng có điểm tựa nào để lấy đà. Phùng Tích Phạm và Lão Hương Nông đều là những tay khinh công chắc tuyệt mới đứng vững được trên cây gỗ tròn để tỷ đống. Đao qua kiếm lại, hai người vẫn ra chiêu mau lẹ phi thường chứ chẳng hòa hoãn lại chút nào cây gỗ tròn theo dòng nước chảy xuôi dần dần trôi ra giữa lòng sông ngô lục kỳ đột nhiên lên tiếng úi trà tại hạ nghĩ ra rồi vị lão huynh kia là bách thắng đao vương hồ giật chi không hiểu sao y lại biến cải hình dạng thành thế này ta phải rượt theo mới được bơi thuyền mau đi mã siêu hưng lấy làm kỳ hỏi hồ giật chi ư phải chăng y có ngoại hiệu là mỹ đao vương y là nhân vật phong lưu anh tuấn ngày trước người ta bảo y là đệ nhất mỹ nam tử trong võ lâm sao y lại hóa trang thành một lão nhà quê ngớ ngẩn khù khơ. vì tiểu bảo la lên này các vị huynh đệ đã cứu được cô vợ tại hạ lên chưa ngô lục kỳ có ý thức mình nghĩ thầm ngày trước bách thắng đao vương hồ giật chi oai danh lừng lẫy giang hồ bạn hữu võ lâm chẳng ai là không ngưỡng mộ cầu đến bái kiến còn chưa được mình gặp cơ hội này thật là có mối kỳ duyên hiện lão nhân gia đang chiến đấu cùng cường địch ở trên mặt nước cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ nào bọn mình không đến cứu viện ngay tức khắc. Thằng lòi này chỉ lo cho một vị cô nương, thế là gã coi trọng nữ sắc, khinh rẻ tình bạn bè, sao phải hành vi của đấng anh hùng. Hồi 158, có lý đâu đường đột giai nhân. Mã siêu hưng hô lớn, mau mau hạ lệnh phái nhiều người lặn xuống nước để cứu cho bằng được vị cô nương đó. Tên thuyền phu ở đằng lái liền vâng giả lớn tiếng truyền lệnh ra. Bỗng thấy hai người ở đáy nước ngoi lên mặt sông ở giữa dòng, một người đem theo A Kha ướt dũng những nước, miệng hô lớn đã bắt được cô gái đây rồi. Tiếp theo, người ở mé tả nắm lấy búi tóc trịnh khắc sảng dơ cao lên nói, gã trai cũng đã bắt được. Hắn vừa dứt lời, bỗng nghe đánh bõm một cái, trịnh khắc sảng lại rớt xuống nước chìm nghìm. Trong tay tên thủy thủ chỉ còn lại nắm tóc, nguyên búi tóc của trịnh khắc sảng là tóc mượn ở ngoài buộc vào bây giờ lại tuột ra. Mọi người nổi lên chàng cười ha ha, mấy tay thủy thủ lại lặn xuống mò tìm, vì tiểu bảo hớn hở tươi cười hô. Chúng ta mau mau lại coi bách thắng đao vương xem lão nhân gia chiến đấu với bán kiếm hữu huyết gia làm sao. Ngô Lục Kỳ ngồi ở dưới thuyền dục bốn tên thủy thủ ra sức bơi thuyền thật lệ về phía hai lão hồ giật chi và phùng tích phạm đang tỉ đấu trên cây gỗ. Thuyền bơi đến gần, dưới ánh trăng tỏ, những luồng bạch quang lấp loáng trên mặt sông hai cao nhân đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt kể về võ công thì hai người nghệ thuật tương đương không ai hơn kém e rằng trong vòng ngàn chiêu cũng chưa phân thắng bại nhưng phùng tích phạm ban ngày đã phải đấu trưởng với phong tế trung và huyền trịnh đạo nhân huyền trinh đạo nhân thì chẳng kể làm chi nhưng phong tế trung nội lực cũng vào tay khá khiến cho lão lúc đó cũng cảm thấy khí huyết trong ngực truyền vận không được thư thái bây giờ lão chiến đấu lâu rồi lồng ngực cũng ngâm ngầm đau hai người đánh nhau trên cây gỗ, không tiến thì phải lùi dần chứ chẳng có đường nào xoay sở. Bách thắng đao vương hồ giật chi phóng ra những chiêu đao rất hung hiểm, toàn dùng thế công chứ không giữ thế thủ. Chiêu nào cũng tự hồ đánh thục mạng cho hai bên cùng chết. Cách đánh này chỉ những người võ nghệ tầm thường gặp lúc nguy hiểm mới hay sử dụng. Nhưng đao pháp của hồ giật chi tự lập thành một gia phái, bề ngoài coi rất nguy ngập mà thật ra rất vững vàng võ công của lão đã tinh kỳ lại thêm phần ác liệt ghê gớm khiến cho phùng tích phạm không khỏi sinh lòng khiếp sợ hắn lại ngó thấy một con thuyền nhỏ đang bơi tới những người đứng trên đầu thuyền tay cầm binh khí hiển nhiên là những nhân vật đã chạm trán lúc ban ngày ở sòng bạc trong đó có cả lão khiếu hóa hồ giật chi bỗng quát lên một tiếng thật to vùng đao lên chém tả quét hữu đâm lên bổ xuống đánh liền sáu đao phùng tích phạm gắng sức chống chọi trong lúc hoang mang, hắn vẫn trả đòn được hai kiếm và giữ môn hộ nghiêm mật dị thường. Ngô Lục Kỳ cất tiếng ca ngợi, hảo đao pháp, hảo kiếm pháp, hồ giật chi lại chém một đao vào trước mặt đối phương. Phùng tích phạm phải nửa bước và ngả người về phía sau mới tránh khỏi chiêu đao ác liệt. Hắn lại huy động trường kiếm che đỡ phía trước, lúc này chân trái hắn đã đạp vào ngọn cây gỗ, nửa bàn chân phía sau đã rúng xuống nước rồi. Bây giờ hắn có lùi thêm ba tấc cũng không được nữa hồ giật chi lại chém liền ba đao, phùng tích phạm trà đòn ba kiếm chứ không lùi thêm chút nào nữa. Hồ giật chi quát lên một tiếng thật to, vùng đao bổ xuống. Phùng tích phạm nghiêng người đi né tránh, rẻ đâu hồ giật chi ra chiêu này rồi không thu tay về, tiếp tục phóng đao chém xuống đánh chát một tiếng. Cây gỗ bị chặt đứt làm hai đoạn, chỗ phùng tích phạm đứng chỉ là đoạn ngọn cây dài chừng hai thước. Cây gỗ vừa đứt, hắn rú lên một tiếng, úi trao rồi ngã xuống nước hồ giật chi liêng thanh đao khỏi tay nhằm đâm tới người phùng tích phạm phùng tích phạm đang ở dưới nước khó bề né tránh hắn thấy thanh cương đao liệng tới vội quang trường kiếm ra đao kiếm đụng nhau trên không bật lên tiếng choang rùng rợn tia lửa bắn ra tung tóe rồi rớt xuống sông phùng tích phạm liền lặn hụp xuống nước biến mất hồ giật chi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm thằng cha này giỏi nghề bơi lội như vậy nếu mình cũng bị lăn xuống nước với hắn tất gặp phải độc thù ngô lục kỳ dõng dạc lên tiếng bách thắng đao vương quả nhiên danh bất hư truyền bữa nay trông thấy thần kỹ mới được mở rộng tầm mắt mời đại hiệp qua thuyền này cùng nhau uống một chung rượu được chăng hồ giật chi đáp như vậy tại hạ quế quả mấy vị một phen lão nhảy qua mà đầu thuyền chỉ khẽ chìm xuống một chút còn thân thuyền tuyệt không tròng trành vì tiểu bảo không hiểu nhảy được như vậy là khó lắm còn bọn ngô lục kỳ Mã Siêu Hưng rất lấy làm bội phục. Ngô Lục Kỳ chắp tay giới thiệu, vị này là Mã Xu Hưng huynh đệ, vị kia là Vi Tiểu Bảo huynh đệ. Bọn tại hạ đều là người thiên địa hội. Hồ Giật Chi giơ ngón tay cái lên nói, Ngô Huynh, ông bạn là người trong thiên địa hội, vụ này phải giữ rất bí mật, nếu để lộ ra ngoài thì toàn ra khó nỗi bảo toàn. Ngô Huynh mới gặp Lão Phu lấn đầu đã nói trắng ra chẳng giấu giếm gì. Tấm lòng khẳng khai ấy khiến Lão Phu rất khâm phục ngô lục kỳ cười đáp đối với bách thắng đao vương mà cũng không tin chẳng hóa ra tiểu đệ là kẻ tiểu nhân đê hèn lắm ư hai câu thổ lộ gan ruột này tỏ ra lão coi hồ giật chi như người bạn thân thiết hồ giật chi cả mừng nắm chặt tay lão nói những năm gần đây tiểu đệ ẩn cư làm nghề trồng tỉa không hỏi đến chuyện giang hồ ngờ đâu bữa nay lại được kết giao với một vị hảo bằng hữu là thiết cái ngô lục kỳ nói rồi hai người hai người dắt tay nhau đi vào khoang thuyền Hồ giật chi nhìn bọn mã siêu hưng, vì tiểu bảo chỉ khẽ gật đầu một cái chứ chưa hỏi han gì. Vì tiểu bảo thấy hồ giật chi đã bại được sư phụ của trịnh khắc sảng thì vừa khâm phục vừa cảm tạ. Liền nói, hồ đại hiệp đánh té phùng tích phạm xuống sông để loài cá mập cắn cho đấy mình những móng. Như vậy bán kiếm hữu huyết lại biến thành vô kiếm hữu huyết. Ha ha, hồ giật chi tùm tỉm cười nói, vì hương chủ, bản lãnh gieo thò lò của hương chủ quả nhiên không phải tầm thường lão nói câu này có ý chê diệu vì tiểu bảo võ công kém cỏi chỉ giỏi nghề gieo thò lò, chơi lối cờ gian bạc lận, làm điều tệ nhũng. Vì tiểu bảo chẳng lấy thế làm tức giận, lại cười đáp chúng ta liên thủ với nhau làm cái đánh được vô số bạc của lão lùn mập. Dĩ nhiên Hồ Đại Hiệp được chia phân nửa, lát nữa quay về tại hạ sẽ lấy cho. Hồ Giật Chi cười nói lần sau vi hương chủ làm nhà cái, lão phu làm nhà con chúng ta đánh bạc tay đôi thì nhất định hương chủ ăn đứt rồi vì tiểu bảo cả cười đáp đại hiệp nói hay quá hay quá mã siêu hưng sai người sắp một bàn rượu ở dưới thuyền mọi người vừa uống một chung bỗng thấy một con thuyền nhỏ bơi tới bẩm báo cặp nam nữ thiếu niên ở trên bè gỗ đều đã được cứu lên và trói lại để chờ phát lạc mã siêu hưng cười nói đối với vị cô nương kia các ngươi không được vô lễ đó là phu nhân của vi hương chủ mà chưa làm lễ thành hôn thôi. Còn gã trai, y quay sang vi tiểu bảo vừa cười vừa nói tiếp, hãy đánh cho gã ba cái bạt tai rồi treo lên, nhưng phải nhớ đừng có đánh chết. Vi tiểu bảo cười nói, mã đại ca quả là bạn chi kỷ của tiểu đệ. Hồ giật chi nâng chung rượu lên uống một hớp rồi nói, bữa nay chúng ta mới gặp nhau đã coi như tình cố cư. Dĩ nhiên huynh đệ cũng chẳng dám dâu giếm công việc của mình. Nói ra lại mắc cỡ. Huynh đệ lui khỏi trốn giang hồ ẩn cư ngoài thành côn Minh vì một người đàn bà. Vì Tiểu Bảo nói khúc hát của Trần Viên Viên có câu anh hùng cái gì giống đa tình, đã là anh hùng dĩ nhiên là khách đa tình. Ngô Lục Kỳ trao mày lẩm bẩm gã tiểu tử này chỉ thích nói nhăng nói càn, chẳng hiểu gì hết. Không ngờ Hồ giật chi biến đổi sắc mặt, buông tiếng thở dài, thủng thẳng nói anh hùng lại cũng giống đa tình. Câu thơ này của Ngô Mai Thôn thật hay quá nhưng nghĩ lại ngô tam quế chẳng phải đáng anh hùng vữa cũng không phải giống đa tình bất quá hắn là phường hiếu sắc mà thôi lão hắng dặn một tiếng rồi ngâm hai câu thê tử sen chi vào đại kế anh hùng lại cũng giống đa tình lão nhìn vi tiểu bảo nói tiếc vi hương chủ hôm đó hương chủ ở trong tam thánh am được nghe trần viên viên hát khúc này thật là phước lớn huynh đệ kề cận nàng 23 năm mà chỉ nghe được khúc đầu có ba lần và từng đoạn một chữ không liên tục còn khúc sau, cũng phải nhờ hương chủ, huynh đệ mới được nghe từ đầu đến cuối. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ ngập ngừng hỏi, Hồ Đại Hiệp ở gần y, những 23 năm ư? Đại Hiệp là nhân tình của Trần Viên Viên phải không? Hồ giật chi nhăn nhó cười đáp nàng, nàng chưa từng ngó thẳng vào mặt Lão Phu. Lão Phu ở Tam Thánh Am làm những việc trồng rau, quét nhà, đờ một phần hai n củi, gánh nước. Nàng coi Lão Phu như một tên điền phu ở chốn quê mùa. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm kinh hãi. Hai người không ngờ Mỹ Đao Vương lại mê nhan sắc Trần Viên Viên đến độ cam phận tôi đòi. Ngày trước lão nổi tiếng võ công cao thâm, danh vọng cực thịnh vào hàng nhân vật số nhất số nhì trong võ lâm mà lại tình nguyện làm kẻ thấp kém như vậy, thì không ai hiểu nổi. Hai người nhìn lại thấy tóc lão còn xanh, nhưng tròm dâu thưa thớt mà bạc nhiều. Già mặt nhăn nheo, đen đùi chẳng có chỗ nào đúng chữ mỹ cả vì tiểu bảo cũng lấy làm kỳ hỏi hồ đại hiệp bản lãnh đại hiệp đã cao cường như vậy mà sao không ôm lấy trần viên viên chạy đi cho rồi hồ giật chi nghe vi tiểu bảo hỏi câu này trên mặt thoáng lộ vẻ giận dữ mắt chiếu ra những tia hàn quang hung tợn vì tiểu bảo khiếp sợ giật này mình lên bất giác gã để trung trà tuột tay nước bắn tung tóe ướt cả người Hồ Giật Chi cúi đầu thở dài nói, hôm ấy Lão Phu đang ở thành đô tỉnh Tứ Xuyên, ngẫu nhiên ngó thấy Trần Viên Viên. Hỡi ôi, đây cũng là mối oan nghiệt kiếp trước xui khiến Lão Phu thần hồn điên đảo, không sao thoát ra được nữa. Vì hương chủ, Hồ Mỗ là một hán tử tầm thường, chẳng còn chí khí gì nữa. Thế rồi hồi Trần Viên Viên ở trong phủ Bình Tây Vương, Hồ Mỗ cũng xin vào trong phủ trông coi vườn tược để trồng hoa nhổ cỏ. Sau nàng đến ở Tam Thánh Am, hồ mỗ lại tới đó làm đầu bếp chẳng dám mong gì hơn là sớm tối được ngó trộm nàng một lần đã lấy làm thỏa mãn có lý nào có lý nào dám tơ hào nghĩ đến cử động đường đột giai nhân vì tiểu bảo hỏi nếu vậy hồ đại hiệp trong lòng say mê y mà dễ thường hai mươi mấy năm thủy chung y vẫn không biết tới hay sao hồ giật chi gượng cười gục gặc cái đầu đã hồ mỗ sợ tiết lộ thân thế thì một ngày muốn nói vài câu ba cũng khó khăn nhất là ở trước mặt nàng Hồ Mỗ đành câm miệng hến. Trong 23 năm, Hồ Mỗ chỉ nói với nàng cả thầy 49 câu. Vì tiểu bảo cười nói, Hồ Đại Hiệp nhớ rõ như vậy thì thật là kỳ. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng cảm thấy tội nghiệp cho lão và cùng nghĩ bụng, lão này nhớ được rõ cả từng bao nhiêu câu nói thì thật đã si tình đến cùng cực. Trên đời khó kiếm được người thứ hai như lão, Ngô Lục Kỳ sợ vi tiểu bảo ăn nói lỗ mãng khiến lão phải thương tâm liền lên tiếng trước, Hồ Đại Ca lòng sở hữu của chúng ta mỗi người một thứ, người ham mê võ thuật, kẻ say xưa rượu chè, lại có người chỉ thích cờ bạc. Trần Viên Viên là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, Hồ Đại Ca chỉ tán thưởng sắc đẹp và vẫn giữ được lòng thanh bạch với y thật là hiếm có. Tiểu đệ lớn mật có một lời muốn khuyên giải đại ca, không hiểu đại ca có dung nạp chăng. Hồ giật chi đáp xin ngô huynh cho nghe. Ngô Lục Kỳ nói, ngày trước dĩ nhiên nhan sắc của Trần Viên Viên vào bậc thiên hạ vô song, nhưng hiện giờ y lớn tuổi rồi, chắc là. Hồ giật chi lắc đầu quầy quậy không nghe nữa, ngắt lời, ngô huynh, ở đời mỗi người có một chí hướng, tiểu đệ là kẻ ngu ngốc, ngô huynh đã không coi vào đâu thì hồ mỗ xin cáo biệt. Lão nói rồi đứng dậy toan đi, vì tiểu bảo gọi giật lại, hồ huynh hãy khoan, trần viên viên nhan sắc phi thường, trên thế gian làm gì có người như vậy, đúng là tiên nữ dáng trần, đáng tiếc ngô hương chủ và mã huynh chưa từng ngó thấy nếu không thì sau khi gặp mặt một lần chắc cũng cam tâm đến trồng rau gánh nước cho y ngô lục kỳ mắng thầm trong bụng còn bà nó tên tiểu quỷ này chỉ giỏi huy anh hoang nói láo vì tiểu bảo lại nói tiếc vụ này chính mắt tiểu đệ đã thấy rồi con gái trần viên viên là a kha chỉ xinh đẹp bằng nửa mẹ chẳng giấu gì các vị tiểu đệ đã có chủ ý dù bị ngàn đao tùng xẻo nát thịt tan xương cũng lấy nàng làm vợ bằng được mới nghe hôm qua ở trong sòng bạc nàng toan móc mắt tiểu đệ, thật là tâm địa hung tàn, thủ đoạn độc ác, tiểu đệ cũng chẳng để tâm. Trường hợ này Hồ Lão Huynh cũng đã nhìn thấy chứ chẳng phải chuyện giả trá. Hồ Giật Chi nghe gã nói rất lấy làm cao hứng, liền nảy lòng đồng bệnh tương lân. Đoạn lão thở dài ra chiều tội nghiệp cho gã, lão đáp hồ mỗ coi ích kha với vi huynh đệ dường như có vẻ vô tình. Vì tiểu bảo nói, há phải chỉ vô tình, nàng còn căm hận tiểu đệ thấu xương lão huynh chẳng đã thấy nàng mặt giận hầm hầm phóng kiếm đâm vào trước ngực tiểu đệ đấy ư. Nếu tiểu đệ mà không hên vận thì nàng đã phạm tội mưu sát thân phu rồi. Nàng, nàng, hừ, nàng lại thương yêu thằng cha trịnh công tử kia nhất tâm nhất y muốn làm phu thê với gã. Gã họ trịnh khốn khép đó lại chưa chết chìm dưới đáy sông đi cho rành. Hồ giật chi ngồi xuống cầm tay gã nói, tiểu huynh đệ, chữ tình trên thế gian là cái gì rất thiêng liêng, chẳng thể cưỡng cầu mà được tiểu huynh đệ đã được gặp A Kha, lại thành danh phận sư tỷ sư đệ với y, thế là phước lắm rồi. Hà tất phải cơ tâm quyết trí thành vợ chồng, trong đời vi huynh đệ đã được nhìn thấy y không biết bao nhiêu lần, nói với y không biết bao nhiêu lời. Y đã thoá mạ, đã đánh đấm, đã cầm đao đâm tiểu huynh đệ là trong lòng y đã có hình ảnh về con người tiểu huynh đệ rồi. Tiểu huynh đệ phúc hậu đầy đình, còn đòi gì nữa? vì tiểu bảo gật đầu đáp hồ đại ca nói thế là phải nếu nàng đối với đệ không nhìn ngó gì đến coi như trên đời không có thằng người tiểu đệ thì cái đó quả nhiên khó chịu thật chẳng thà tiểu đệ để nàng đánh mắng chửi bới cầm đao mà đâm mà chém còn hơn có điều nàng đừng giết chết tại hạ là hay lắm rồi hồ giật chi thở dài cãi dù y có giết chết tiểu huynh đệ thì lại càng tốt chứ sao y giết chết tiểu huynh đệ tất trong lòng không khỏi có chút hối hận. Trong khi ngủ mơ có khi y ngó thấy tiểu huynh đệ, hoặc ban ngày lúc vô sự, y ngẫu nhiên nhớ tới tiểu huynh đệ cũng chưa biết chừng. Như vậy há chẳng hay hơn trong lòng y chẳng có tí gì về tiểu huynh đệ. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nghe y nói vậy đưa mắt nhìn nhau ra chiều kinh hãi. Hai người đều cho lão là người si ngốc đến cực điểm. Nếu vừa rồi không được mục kích lão chiến đấu với phùng tích phạm, võ công đến độ xuất quỷ nhập thần, thì chẳng thể tin được lão là Mỹ Đao Vương, một nhân vật phong lưu lừng danh bốn biển. Vì tiểu bảo nghe lão nói gật đầu lia lịa tán dương, hồ đại ca nói đâu ra đấy. Trước kia tiểu đệ chữa nghĩ tới điểm này, có điều tiểu đệ đã say mê một cô gái là quyết tâm lấy cho bằng được, chứ chẳng thể nhẫn nại như lão ca. Giả tỷ A Kha có bắt tiểu đệ trồng rau gánh nước mà cho kề cận nàng thì dĩ nhiên tiểu đệ ưng ngay. Nhưng còn thằng lỏi trịnh công tử kia cứ quẩn quyết bên mình nàng thì lão gia phải đâm chết gã mới được. hồ giật chi có vẻ không đồng tình đã. tiểu huynh đệ nói vậy e rằng không đúng. tiểu huynh đệ đã yêu quý một cô gái thì phải làm mọi điều cho lòng y cao hứng. tức là vì y chứ không phải vì mình. nếu y đã muốn lấy trịnh công tử, tiểu huynh đệ lý ra phải tìm thiên phương bách kế để giúp y hoàn thành tâm nguyện. dù mình mất mạng cũng cam tâm mới khỏi tổn thương đến nền phong nhã vì tiểu bảo lắc đầu nói dù tổn thương đến nền phong nhã nhưng đi buôn lỗ vốn là tiểu đệ không làm đâu hồ đại ca tiểu đệ rất khâm phục đại ca về điểm này những mong bái đại ca làm sư phụ chẳng phải tiểu đệ thích học đao pháp của đại ca mà là học cái lối si tình của đại ca đối với trần viên viên về mặt công phu này tiểu đệ còn thua đại ca xa lắm hồ giật chi rất lấy làm cao hứng đáp bất tất phải bái sư chúng ta tha thiết khuyến khích nhau là đủ. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nghe hai người nói chuyện không khỏi ngấm ngầm lắc đầu. Họ là hảo hán giang hồ, đối với bất cứ người đàn bà nào cũng chẳng để vào mắt. Nếu thích gái đẹp mà mất thì giờ thì chẳng thà vào kỵ viện, phí ít tiền bạc là muốn bao nhiêu cô cũng được. Họ cho Hồ Giật Chi và Vi Tiểu Bảo đều là hạng điên khùng, mất hết cả bản sắc. Hồ, Vi một già một trẻ càng nói chuyện càng trở nên ý hợp tâm đầu tựa hồ hai người hối hận gặp nhau quá muộn thực ra vi tiểu bảo chỉ muốn lấy a kha làm vợ gã quyết trí vượt qua mọi khó khăn theo đuổi y đến kỳ cùng so với mối si tình của hồ giật chi gã hoàn toàn khác biệt có điều một người đối với trần viên viên bằng mối thâm tình một kẻ quyết trí lấy bằng được con gái trần viên viên chỗ động tâm tuy kẻ cao người thấp mà bên trong vẫn có chỗ tương thông huống chi mối thâm tình của hồ giật chi giấu đáy lòng đã ngoài hai chục năm chưa từng thổ lộ cùng ai, bây giờ mới có dịp phát tiết đến độ cao hứng. Vì thế mà trước mặt quần hào, lão cũng tán thưởng con người đồng biểu. Trong lòng lão khoan khoái không bút nào tả xiết, thuyền đậu trên sông Liễu Châu, thuyền phu chưa được hiệu lệnh của Mã Siêu Hưng không dám bơi về. Mã Siêu Hưng thấy hai người nói chuyện ý hợp tâm đầu cũng không tiện làm cho cụt hứng. Ban đầu, y nghe mấy câu còn chịu được, sau càng nghe lâu càng không lọt tai, liếc mắt nhìn ngô lục kỳ. Ngô, mã hai người cùng trong mày nghĩ bụng vì hương chủ chỉ là đứa trẻ nít chưa hiểu mối tình nam nữ đã đành, nhưng hồ giật chi là người già cả mà không trang nghiêm, dạy gã thiếu niên vào con đường hư đốn. Bất giác hai người đều nảy lòng rẻ rúng lão, lại nghe hồ giật chi nói tiểu huynh đệ, chúng ta mới gặp nhau một lần đã coi như tình cố cưu. Cái khó ở trên đời là tìm được người hiểu lòng mình người ta thường nói tìm được người chi kỳ chết cũng chẳng có gì đáng tiếc nữa là phải lắm này trước hồ mỗ quen biết khắp thiên hạ mà không có lấy một người hiểu lòng mình bữa nay nhờ cơ duyên được gặp tiểu huynh đệ, chúng ta kết làm anh em nên chăng vì tiểu bảo cả mừng đáp thế thì còn gì hay bằng đột nhiên gã ngần ngừ nói tiếc nhưng có điều không ổn rồi hồ giật chi hỏi điều gì vì tiểu bảo đáp nếu sau này chúng ta hoàn thành tâm nguyện Hồ Đại Ca lấy Trần Viên Viên, tiểu đệ lấy được A Kha, khi đó Đại Ca biến thành lão trượng nhân mà lại hô huynh gọi đệ là không đúng cách. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nghe gã nói câu này không nhịn được bật lên chàng cười ha ha. Hồ Giật Chi đột nhiên biến sắc, tức giận nói, hỡi ôi, rút cuộc thì ngươi vẫn chưa hiểu được tình ý của ta đối với Trần Viên Viên. Suốt đời và cho hết kiếp, ta quyết không chìa một ngón tay ra để đụng vào tà áo nàng nếu ta nói láo thì sẽ như cái bàn này. Lão vừa nói vừa giơ tay trái lên bổ xuống, chát một tiếng, chiếc bàn nhỏ trong thuyền bị sạt một góc. Hồ giật chi cầm lấy mô yếng bàn vỡ, hai tay xoa vào nhau, bụi gỗ rơi xuống lả tả. Ngô lục kỳ khen, hảo công phu, hồ giật chi trợn lòng trắng mắt lên lường y, miệng lẩm bẩm võ công thì làm cái quái gì? Mối thâm tình của ta mới ít kẻ bi kịp, lão này không đáng là chi kỳ của ta hồi 159, Ngô Lục Kỳ hát khúc trầm giang. Vì tiểu bảo làm gì có bản lãnh như hồ giật chi bóp nát gỗ ra như tương, liền rút đao chùy thủ nhẹ nhàng cắt lấy một góc khác của cái bàn trà đặt lên ghế. Tiện tay gã cầm đao chùy thủ thái cái bàn trà thành mấy miếng rồi tuyên bố, vì tiểu bảo này mà không lấy được A Kha làm vợ thì cũng như góc bàn trà đây, để cho người ta chặt làm tám mảnh lớn. Quần hào thấy thanh chùy thủ của y sắc bén ghê gớm đều lấy làm kinh dị nhưng lời tuyên thệ của gã khiến người ta phải phì cười vì tiểu bảo nói hồ đại ca đại ca đã nói vậy thì tiểu đệ không phải làm chàng rể của đại ca rồi từ nay chúng ta có thể kết làm anh em được hồ giật chi nổi lên chàng cười sảng khoái dắt tay vi tiểu bảo ra đầu thuyền quỳ xuống trước vầng nguyệt tỏ lão tuyên thệ bữa nay hồ giật chi và vi tiểu bảo kết nghĩa huynh đệ từ đây sắp tới trông hưởng hạnh phúc chia sẻ hoạn nạn nếu trái lời thề, nguyện chết chìm dưới đáy sông, vì tiểu bảo cũng thể như lão, nhưng câu sau cùng gã thêm vào, nếu trái lời thề, vì tiểu bảo này nguyện chết chìm ở đáy sông Liễu Châu, gã nghĩ bụng, ta quyết chẳng bao giờ trái đạo với Hồ đại ca, vạn nhất ta có điều lầm lỗi thì sau này chẳng đến tỉnh Quảng Tây nữa, làm sao mà chết chìm ở đáy sông Liễu Châu này được. Còn trên các sông ngòi khác dĩ nhiên không kể đến. Hai người phát thệ xong nổi lên chàng cười ha ha dắt tay nhau trở vào khoang thuyền, mối tình huynh đệ càng thêm thân thiện. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đưa lời chúc mừng hai người. Bốn người lại ngồi vào uống rượu, Ngô Lục Kỳ sợ hai anh si ngốc này lại nói đến chuyện Trần Viên Viên và A Kha, làm y phải phát chán tai, liền lên tiếng, chúng ta nên về thôi. Hồ Giật Chi gật đầu nói, hay lắm, Mã Huynh, Vi Huynh Đệ, Hồ Mỗ có điều thỉnh cầu là để A Kha cô nương cho Hồ Mỗ đưa về Côn Minh. Mã siêu hưng chẳng có chi phải quan tâm về lời thỉnh cầu của lão nhưng vi tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi. Đại ca đưa nàng về côn minh làm chi? Hồ giật chi thở dài đáp bữa trước trần viên viên cô nương ở trong tam thánh am cùng con gái nàng nhận nhau. Sau A Kha bỏ đi, tối hôm ấy nàng yêu phiền sinh bệnh, miệng không ngớt la gọi A Kha. A Kha, sao Kha Nhi không trở lại với má má? Có lúc nàng vừa khóc vừa nói, A Kha con ơi. Má má chỉ có một mình con là món bảo bối để nâng niu. Má má nghĩ đến con lại đau khổ đến cùng cực, hồ mỗ thấy nàng đau đớn vì mẫu tử chia lìa, trong lòng không an mới theo dõi đến đây. Dọc đường hồ mỗ đã dáng khuyên A Kha cô nương trở vào trông coi mẫu thân, nhưng y nhất định không chịu. Vụ này lại không thể dùng sức mạnh để cưỡng ép nên hồ mỗ đành thúc thù mà chỉ ngấm ngầm theo dõi. Hồ mỗ hy vọng có ngày khuyên giải được cô hồi tâm chuyển ý bây giờ cô bị các vị bắt rồi nếu mã hương chủ bảo cô có chịu về côn minh với mẫu thân mới thả thì may ra cô ta phải theo lời mã siêu hương đáp tiểu đệ không có ý kiến về vụ này xin để tùy ý vi hương chủ muốn sao cũng được hồ giật chi quay sang bảo vi tiểu bảo vi huynh đệ huynh đệ muốn lấy a kha làm vợ ngày tháng còn dài hả tất phải cấp bách trong lúc nhất thời nhưng nếu trần viên viên cô nương bị bệnh liệt dương từ đây nàng không được thấy mặt con gái lần nào nữa há chẳng là mối hận chung thân ư giọng nói của lão có vẻ nghẹn ngào ngô lục kỳ ngấm ngầm lắc đầu nghĩ bụng lão này bao nhiêu khí phách anh hùng đã tiêu tan hết ủy mị chẳng khác gì đàn bà lão đã vì một mụ ái thiếp của ngô tam quế mà điên đảo thần hồn thì còn đâu chi khí của trang hào hán trần viên viên là mối hoa khởi thủy làm mất giang sơn nhà đại minh lần sau lão gia cầm quân đánh xuống côn minh thì việc đầu tiên là chém mụ một đao cho rồi đời vì tiểu bảo đứng dậy nói đại ca muốn đưa nàng về côn minh cũng được nhưng nhưng chẳng giấu gì đại ca tiểu đệ đã cùng nàng làm lễ bái đường mà nàng nhất định không chịu thành thân với tiểu dệ đòi cải giá lây gã trịnh công từ kia nếu nàng ưng chịu làm phu thê với tiểu đệ thì tự nhiên có thể buông tha với đệ được ngô lục kỳ nghe nói tới đây nổi giận đùng đùng không nhịn được nữa lão đập tay thật mạnh xuống kỳ trà bao nhiêu hồ rượu cùng cốc chén đổ vỡ tan tành lão lớn tiếng hồ đại ca vi huynh đệ vị tiểu cô nương này không chịu trở về tương hội với mẫu thân là phạm tội đại bất hiếu y đã cùng vi huynh đệ làm lễ bái đường tức là nên nghĩa vợ chồng sao lại còn đi theo trịnh công tử thế là phạm tội đại bất trinh người phụ nữ đã bất hiếu bất trinh thì còn để sống trên thế gian này làm chi nữa Lão hầm hầm nói tiếc tướng mạo y càng xinh đẹp bao nhiêu thì nhân phẩm y càng tồi bại bấy nhiêu. Ngô mỗ phải đi bẻ cổ con mẹ nó đánh, cắt, một cái cho rồi đời, khiến người ta khỏi phải nghe đến y mà bực mình. Đoạn lão lớn tiếng dục thuyền phu, bơi thuyền lẹ đi, lẹ đi, hồ giật chi, vi tiểu bảo và mã siêu hưng cả ba người ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt biến đổi. Ba vị thấy lão oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, chán nổi gân xanh ra chiều phẫn nộ đến cực điểm chẳng ai dám đưa lời khuyên dài con thuyền dần dần tiến vào gần bờ ngô lục kỳ lớn tiếng hỏi đôi nam nữ đó đâu một người trên thuyền khác đáp chúng bị cột ở trong này ngô lục kỳ nhìn bọn thủy thủ vẫy tay một cái con thuyền chờ quần hùng quay đầu về mé đông rồi bơi lại gần thuyền nhỏ kia ngô lục kỳ nhìn vi tiểu bảo nói vi huynh đệ chúng ta là anh em trong hội tình thân như cốt nhục tiểu huynh không nỡ để hiền đệ đắm đuối nữ sắc mà hư hỏng đời người. Bữa nay tiểu huynh quyết đoán để gỡ vụ này cho hiền đệ. Vì tiểu bảo kinh hãi cất tiếng run run vụ này, vụ này, nên thương lượng cẩn thận đã. Ngô lục kỳ quát lên, còn thương lượng gì nữa? Vì tiểu bảo thấy hai thuyền đã gần nhau, lòng nóng như lửa đỏ. Gã nói, mã đại ca, xin đại ca khuyên can dùng cho. Ngô Lục Kỳ nói, trong thiên hạ thiếu gì con gái tử tế, vì hiền đệ cứ trông vào ta đây, ta sẽ tìm cho hiền đệ một cô vợ xứng tâm vừa ý, hà tất phải quyến luyến con người hạ tiện này. Vì tiểu bảo mặt buồn rười rượi, miệng ấp úng, hỡi ôi, cái đó, cái đó, bỗng nghe đánh vèo một tiếng, một người nhảy vọt qua thuyền đối diện, chính là Hồ Giật Chi, lại thấy lão chui ngay vào khoang thuyền rồi chuồn ra đằng lái. Trong tay lão ôm một người, thân pháp cực kỳ mau lẻ. Hồ giật chi nhảy vọt lên bờ, chỉ mấy cây ngô lên hụp xuống, lão đã đi xa mấy chục trường. Thanh âm lão còn vọng lại, ngô đại ca, mã đại ca, vi huynh đệ, lão phu thực có điều không phải, sau này sẽ đến tạ tội để tùy các vị trách phạt. Tiếng nói mỗi lúc một xa, nhưng trung khí đầy rẫy, ai nghe cũng rõ ràng. Ngô lục kỳ vừa kinh hãi vừa tức giận, những muốn rượt theo, nhưng thấy hồ giật chi đã đi xa rồi lão thôi không đuổi nữa, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rồi không nhịn được bật lên chàng cười ha ha. Vì tiểu bảo cũng vỗ tay cười rộ gã biết hồ giật chi ôm A Kha chạy đi, đem cô về tương hội với Trần Viên Viên. Chỉ trong khoảnh khắc, hai con thuyền áp mạn vào bờ. Anh em trong thiên địa hội đem trịnh khắc sảng ra, vì tiểu bảo quát mắng tổ bà nó, người giết hại anh em trong thiên địa hội của ta, còn toan ra hại cả đến sư phụ ta nữa ngươi là con chó chết, ngươi lại biết rõ A Kha cô nương là vợ ta mà ngươi còn quất quyết với nàng hoài. Gã nói rồi tiến lại đứng dạng chân ra, tát vào mặt trịnh khắc sảng mấy cái, bốp bốp, trịnh khắc sảng vừa rồi chìm xuống sông đã uống nước no, lại bị anh em thiên địa hội đánh như đòn. Hắn ngồi thử ra, ra chiều đau đớn, vì tiểu bảo giữ tợn như hung thần, hắn biết là nguy rồi, đành năn nỉ, vi, vi, vi đại nhân xin đại nhân nể mặt ra ra tại hạ mà tha tội cho. Từ nay trở đi, tại hạ, tại hạ không dám nói với A Kha cô nương một câu nào nữa. Vì tiểu bảo hỏi nếu nàng nói với ngươi thì sao? Trịnh khắc sảng đá cô có nói với tại hạ, tại hạ cũng chẳng trả lời. Nếu không thì, không thì, không thì làm sao? Hắn ấp úng mãi không nói nên lời. Vì tiểu bảo quát miệng ngươi nói như đít người ta. Trước hết ta hãy cắt lưỡi ngươi đi khiến ngươi có muốn nói với nàng cũng không được nữa. Gã ruột đao chủy thủ ra quát, thè lưỡi ra, trịnh khắc sàng chẳng còn hồn vía nào nữa, vội đáp, tại hạ nhất quyết không nói với y, nếu tại hạ còn nói một câu, sẽ là quân chó đẻ. Vì tiểu bảo vẫn sợ Trần Cận Nam trách phạt, không dám giết hắn. Gã cầm tay trái hắn giơ lên, xẹt một tiếng, gã đã cắt đứt một ngón tay út của trịnh khắc sảng và bảo hắn, từ nay ngươi còn dám vô lễ với sư phụ ta hoặc sát hại anh em thiên địa hội, hay quấn quýt với A Kha cô nương là ta đâm lưỡi đao này vào trái tim ngươi đó. Gã sơ đao chửi thủ khẽ liệm đi, lưỡi đao cắm vào đầu thuyền ngập đến tận chui. Trịnh khắc sảng vội la lên, không dám, không dám, tại hạ không dám đâu. Vì tiểu bảo quay lại bảo mã siêu hưng, mã đại ca, hắn bị anh em ra hậu đường bắt được, xin đại ca phát lạc. Mã Siêu Hưng nói, quốc tính ra ở Đài Loan anh hùng là thế mà sao sinh ra con cháu hèn mạt như vậy? Vì tiểu bảo đác, hắn là quân lộn giống, không phải cốt huyết của trịnh thành công. Trịnh khắc sảng tức giận đến cùng cực, ngón tay lại đau thấu xương mà không dám nói câu gì, đành mím môi ngậm miệng. Ngô Lục Kỳ nói, gã này trở về Đài Loan tất kiếm chuyện với Tổng Đà Chúa. Chi bằng chặt đứt hắn làm hai đoạn để trừ mối lo về sau trịnh khắc sảng vội nói, không không có đâu tại hạ về tới đài loan nhất định yêu cầu ra gia, gia phong cho trần tiên sinh làm quan lớn mã siêu phong hư một tiếng rồi hỏi tổng đà chúa của bọn ta thèm quan tước lắm sao rồi khẽ bảo ngô lục kỳ hắn là con trịnh vương gia ở đài loan nếu chúng ta giết hắn e rằng tổng đà chúa bị mang tiếng là người bất trung bất nghĩa trần vĩnh hoa tuân lệnh trịnh thành công sáng lập ra thiên địa hội ông là thủ lĩnh của hội này nhưng vẫn là thuộc quan của diên bình quận vương ở đài loan nếu anh em trong hội lại hạ sát con của Diên Bình Vương thì thì dù Trần Vĩnh Hoa chẳng hiện diện tại trường, cũng không tránh khỏi mối liên quan. Ngô lục kỳ nghĩ như vậy là phải. Lão dùng tay một cái rứt đứt dây chói trịnh khắc sảng, sách gã lên quát cốt đi cho khuất mắt. Lão liệm gã lên bờ, trịnh khắc sảng khác nào người đằng vân giá vụ bay trên cao. Người gã lơ lửng không gian, miệng thét lên be be. Gã yên trí rớt xuống là gần cốt phải nát nhừ ngửa đầu lúc hạ mình xuống, đít đặt vào đám cỏ trượt về phía trước mấy trường. Tùy miên gã cũng bị rung động, toàn thân đau nhức, có điều chưa bị thương. Gã lồm cồm bò dậy rồi chạy đi thật nhanh, ngô lục kỳ và vi tiểu bảo nổi lên chàng cười khanh khách. Mã siêu hưng nói, gã này làm cho quốc tính ra phải mất mặt. Ngô lục kỳ hỏi, thằng lòi đó đã sát thương anh em bàn hội và hãm hại tổng đà chúa trong trường hợp nào? Vi tiểu bảo đã, câu chuyện này dài lắm chúng ta hãy lên bờ tìm chỗ ngồi yên ổn rồi tiểu đệ tường thuật lại cho ngô đại ca hay. Gã đưa mắt nhìn lên trời nói, bên này toàn mây đen dày đặc, e rằng trời còn mưa lớn nữa. Chúng ta mau lên bờ quách, ngô lục kỳ đứng ở đầu thuyền, gió thổi mạnh làm cho áo lão bay phành phạch, tròm dâu công rung động, lão lớn tiếng hò, trận mưa này chắc là ghê gớm lắm, chúng ta hãy neo thuyền lại giữa sông. Ngồi trong thuyền giữa lúc cuồng phong sậu vũ mà uống rượu chuyện trò mới thú. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi, con thuyền nhỏ này không chịu nổi gió bị lật thì làm thế nào? Mã siêu hương mỉm cười đáp, cái đó thì vi hương chủ bất tất phải quan tâm. Y quay lại dặn thủy thủ mấy câu, thủy thủ vâng lời quay thuyền ra rồi kéo buồm lên. Lúc này thì gió lớn dần, cánh buồm phồng lên đưa con thuyền chạy ra giữa dòng sông nhanh như tên bắn. Sóng sông rất lớn, con thuyền nhỏ chợt đưa lên cao, chợt hạ xuống thấp nước sông bắn lên tung tóe vì tiểu bảo ngoại hiệu là tiểu bạch long nhưng không biết bơi lội gã lại còn nhỏ tuổi nên sợ tái mặt bây giờ trông gã chẳng xứng với chữ long chút nào ngô lục kỳ cười nói vì huynh đệ ta cũng không biết bơi lội vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi ngô đại ca không biết bơi lội ư ngô lục kỳ lắc đầu đáp trước nay ta không học bơi lội hễ thấy nước là nhức đầu váng óc vì tiểu bảo hỏi thế thì sao đại ca lại bảo cho thuyền ra giữa sông? Ngô Lục Kỳ cười đáp việc thiên hạ càng nguy hiểm ta càng muốn sông vào, nhiều lắm sóng đánh lật thuyền. Anh em ta sẽ làm thủy quỷ dưới sông Liễu Giang là cùng chưa có gì trọng đại. Huống chi ngoại hiệu của mã đại ca là Tây Hải Thần Giao, công phu lội nước há phải tầm thường. Mã đại ca, bọn tại hạ xin nói trước, nếu thuyền bị lật thì đại ca phải cứu viện vi huynh đệ trước tiên, thứ hai là cứu ngô mộ. Mã siêu hưng cười đáp, hay lắm, chúng ta cứ thế, vì tiểu bảo nghe nói cũng hơi yên dạ. Lúc này sóng gió càng lớn hơn, con thuyền nhỏ cưỡi sóng lúc vọt lên cao mấy trượng, rồi đột nhiên nhào xuống, tựa hồ muốn chui xuống đáy sông. Vì tiểu bảo thỉnh thoảng lại bị hất tung lên rồi giáng xuống. Ngồi trên ván gỗ trong khoang thuyền, gã thét lên lanh lành, trời ơi, hỏng bét rồi, giữa lúc ấy mùi thuyền vang lên những tiếng lách cách, trận mưa to đổ xuống ào ào. Những đèn lồng ở đầu thuyền và cuối thuyền đều bị nước cuốn đi. Đèn lửa trong khoang thuyền cũng bị tắt ngấm. Vì tiểu bảo lại la lên, úi thế nguy đến nơi rồi, đèn lửa tắt hết, ngồi trong thuyền nhìn ra chỉ thấy sóng nước trắng xóa. Mưa to gió lớn, khi thế cực kỳ kinh hãi. Mã siêu hưng chấn an vi tiểu bảo, huynh đệ đừng sợ, trận mưa gió này tuy lợi hại, nhưng đã có tại hạ thân hành bẻ lái thuyền. Y liền ra phía sau thuyền, miệng quát thét tê bọn thuyền phu hạ buồm xuống. Nhưng lúc này gió quá to, hai tên thuyền phu vừa chạy đến bên cột buồm suýt nữa bị thổi bay xuống sông. Chúng liền ôm chặt lấy cột buồm không dám buông tay ra nữa. Giữa trận cuồng phong, con thuyền chồng chành rất dữ, vì tiểu bảo bị hất ra mé tả, gã thét lên lanh lành, trong bụng rùa thầm, lão khiêu hóa khốn khiếp kia đưa ra con mẹ nó ý kiến cổ quái này. Trinh lão cũng không biết lội nước, sao chẳng chỗ tử tế mà chơi lại muốn đùa giỡn với sóng to gió cả giữa dòng sông mưa to gió lớn thế này thì ra bụng con bà nó dày mãi ra ngoài trời mưa to gió lớn nước hắt vào khoang thuyền vì tiểu bảo toàn thân ướt đẫm cả trong lẫn ngoài không còn mảnh quần áo nào khô bỗng nghe lách cách một hồi cánh buồm hạ xuống con thuyền nghiêng đi vì tiểu bảo đập đầu vào kỳ trà đánh chát một tiếng đau đớn vô cùng Gã hoảng sợ nghĩ thầm, ta chưa có điều gì không phải với hồ đại ca mà sao bữa này lại sắp chết chìm dưới lòng sông Liễu Giang này. Rồi gã tự nhủ, trời ơi, phải rồi, lúc ta phát thể, trong lòng có ý man trá bất lương, toàn bài lừa gạt hồ đại ca, nên khó lòng tránh khỏi tai họa. Nam mô quán thế âm Bồ Tát, Nam mô ngọc hoàng thượng đế, thập điện diêm vương, cứu khổ cứu nạn, vì tiểu bảo này thành tâm thiện trí quyết tâm cùng hồ đại ca chung hưởng hạnh phúc chia sẻ hoạn nạn. Giữa lúc mưa gió ảo ảo, bỗng nghe ngô lục kỳ lớn tiếng hát, đầy lòng phẫn nộ ngò cùng ai. Giọt lệ già nua giả ái hoài trong chốn cô thành mong cứu viện tàn quân huyết chiến lúng bi ai đoái trong cố quốc lòng đau xót trùng vi khôn nỗi vượt ra ngoài trường giang một giải ba ngàn dặm nữa để về tay kẻ khác loài vạn sự biến thành mây khói hết giạt rào phong vũ sóng vang trời tiếng hát trên sông vọng đi rất xa, mưa to gió lớn không lấn át được thanh âm của ngô lục kỳ mã siêu hưng ở đằng lái thuyền lớn tiếng hoan hô vì tiểu bảo nghe giọng hát khẳng khái hiên ngang mà chẳng hiểu ý tứ gì trong từ khúc gã mắng thầm gã đã tốt tiếng như vậy sao không lên sân khấu làm kép hát lại đi ngoác miệng ra mà van xin ông bà cô cầu bố thí cho chút cơm thừa canh cặn để ăn cho khỏi chết đói bỗng nghe đằng xa có tiếng người hô non nước ngàn thu để tiếng truyền đau lòng huyết lệ khắp tây xuyên thanh âm ở cách một quãng rất xa lại giữa lúc trời mưa to gió lớn mà nghe rất rõ, đủ tỏ nội công người kia thâm hậu khôn lường. Vì tiểu bảo còn đang ngơ ngác, bỗng nghe mã siêu hưng lớn tiếng hỏi, có phải tổng đà chúa đây không? Tiểu đệ là mã siêu hưng ở đây, người ở đằng xa đáp chính thị, tiểu bảo có đấy không? Đúng là thanh âm trần cận nam, vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa vui mừng la gọi, sư phụ, đệ tử ở đây, nhưng cuồng phong gào thét, thanh âm gã không vọng đi xa được. Mã siêu hương lớn tiếng vì hương chủ ở đây, có cả hồng kỳ ngô hương chủ ở hồng thận đường. Trần cận nam hô, hay lắm, hay lắm, thảo này tiếng hát cao mất từng mây, giọng ông nói đầy vẻ vui mừng. Ngô lục kỳ lên tiếng, thuộc hạ là ngô lục kỳ, xin thăm kiến tổng đà chúa. Trần cận nam nói, cũng là anh em cả, hà tất phải khách sao, thành âm mỗi lúc một gần, hiển nhiên Trần cận nam đang ngồi thuyền bơi lại. Lúc này mưa gió vẫn chưa ngớt vì tiểu bảo ở trong khoang thuyền trông ra thấy trên sông một vùng tối đen có chấm lửa sáng đang từ từ tiến lại nguyên trên thuyền trần cận nam có thắp đèn sau một lúc ánh đèn gần lại đầu thuyền hơi chìm xuống trần cận nam đã nhảy sang vì tiểu bảo nghĩ thầm sư phụ tới nơi thì cái mạng nhỏ xíu của ta có cơ cứu vãn gã vội chạy ra đón trong bóng tối gã không nhìn thấy trần cận nam liền lớn tiếng hô sư phụ Trần cận nam nắm tay gã cười hỏi: Cơn mưa gió này lớn quá, người sợ lắm phải không? Vì tiểu bảo đã đệ tử không sao cả. Mọi người vào trong khoang thuyền. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng làm lễ tham kiến. Trần cận nam nói: Trần Mỗ vào thành không thấy, biết là các vị ở trên sông liền đến đây tìm kiếm. Bất ngờ gặp mưa to gió lớn. Nếu Ngô Đại Ca không hát lớn thì khó lòng mà tìm được. Ngô Lục Kỳ nói: Thuộc hạ ngẫu nhiên cao hứng không ngờ lại làm trò cười cho Tổng Đà Chúa. Trần Cận Nam hỏi, chúng ta xưng hô bằng anh em quách, phải chăng ngô đại ca hát khúc trầm giang trong bài đào hoa phiến? Ngô Lục Kỳ đã, đúng thế, bài hát này miêu tả sự các bộ tận trung kháng địch rồi chết chìm dưới lòng sông. Ngày thường tiểu đệ rất thích nghe, lúc nãy trên sông gặp cơn mưa to gió lớn, bất giác cất tiếng hát. Trần Cận Nam khen ngợi, hát hay lắm, thật hay lắm vì tiểu bảo nghĩ bụng té ra đây là khúc trầm giang hát khúc gì hay chả hát lại hát khúc suối quẩy này lão có chết chìm thì miễn cho tiểu đệ khỏi bồi tiếc gió đã nhỏ dần vẫn còn mưa lớn đổ xuống môi thuyền rào rào trần cận nam và ngô lục kỳ nội công tinh thâm thanh âm gióng giạc nên tuy trời mưa lớn hai người vẫn ngồi nói chuyện được hồi 160, song nhi xuất hiện giữa phong ba trần cận nam nói ngày trước huynh đệ ở trong thuyền ở gia hưng tại chiết giang đã được nghe ba vị danh sĩ đất giang nam là lữ lưu lương tiên sinh huỳnh tôn hy tiên sinh và cha y hoàng tiên sinh nói đến sự tích của ngô huynh huynh đệ rất lấy làm khâm phục chúng ta tuy là anh em cùng hội nhưng huynh đệ bận nhiều việc chưa có dịp đến quảng đông hội kiến địa vị của ngô huynh khác với mọi anh em cũng không thể lên miền bắc được ai ngờ bữa nay lại gặp nhau đây thật là thỏa ước bình sinh Ngô Lục Kỳ đã tiểu đệ sau khi gia nhập thiên địa hội, chẳng ngày nào là không nghĩ đến việc tham kiến Tổng Đà Chúa. Người Giang Hồ đã có câu, bình sinh chưa ra mắt Trần Cận Nam, có là anh hùng cũng ồn mà thôi. Trần Cận Nam nói, bạn hiểu Giang Hồ vì quá thương huynh đệ mà nói vậy, huynh đệ rất lấy làm hồ thẹn. Hai nhân vật anh hùng đều tỏ lòng thương mến nhau, trong câu chuyện càng thêm ý hợp tâm đầu, hai người bàn luận hùng hồn về những chuyện anh hùng khẳng khái quên cả mưa to gió lớn ngoài thuyền. Hồi lâu, mưa gió dần dần nhỏ đi, Trần Cận Nam hỏi han về việc ngô tam quế, vì tiểu bảo nhất nhất trình bày. Gặp những trường hợp hiểm nghèo, gã lại thêm diêm tương cho câu chuyện thêm vẻ mặn mà. Những chuyện vi tiểu bảo đã trải qua, bây giờ mã siêu hưng cũng mới được nghe lần đầu. Trần Cận Nam nghe nói đã bắt được sứ giả mông cổ là hãn thiếp ma để làm bằng cư xác thực. Ông nhất định phen này Ngô Tam Quế phải thất điên bát đảo, nên trong lòng rất đỗi vui mừng. Khi ông nghe đến đoạn Ngô Tam Quế cấu kết với nước La Sát, rồi đây sẽ dây binh tạo phản, nước La Sát hưởng ứng ở mặt Bắc, cướp lấy mảnh đất rộng lớn ngoài quan ải, ông không khỏi trao mày, lẳng lặng hồi lâu không nói gì. Vì tiểu bảo nói, thưa sư phụ, người La Sát mắt xanh tóc đỏ cũng chẳng có gì đáng sợ, cùng lắm đừng nhìn mặt chúng là xong. Nhưng hỏa khí của bọn chúng thật là lợi hại chúng nổ súng thì dù anh hùng hảo hán đến đâu cũng không chống nổi trần cận nam nói ta cũng đang quan tâm đến vụ đó còn ngô tam quế và bọn thát đát xây cuộc đại chiến hai bên cùng bị tổn thương chính là cơ hội rất tốt mà thượng đế muốn dành cho bọn ta để khôi phục lại giang sơn của người hán có điều xua hồ cửa trước lang vào cửa sau đuổi quân hung tợn thát đát lại đụng phải bọn la sát càng hung tợn hơn chúng chiếm mất giang sơn cầm tú của chúng ta thì làm thế nào Ngô Lục Kỳ hỏi lại, chúng ta thật không cách nào chống lại hỏa khí của nước La Sát ư. Trần Cận Nam đáp, có người đến đây, để huynh đệ kêu vào ra mắt hai vị. Ông ra cửa khoang thuyền hô, hưng châu, người hãy qua đây, trong con thuyền nhỏ bên kia, có người giả một tiếng rồi nhảy sang. Hắn đi vào trong khoang thuyền nhìn Trần Cận Nam khom lưng thi lễ. Người này lối ngoài bốn chục tuổi, thân hình nhỏ bé, gầy nhom, nhưng mặt đầy vẻ tinh lanh. Trần Cận Nam bảo hắn, ngươi hãy ra mắt ngô đại ca và mã đại ca, còn đây là gã họ vi, đồ đệ của ta, người kia liền chắp tay thi lễ, bọn ngô lục kỳ cũng đứng lên chào lại. Trần Cận Nam giới thiệu y là Lâm Hưng Châu Huynh Đệ, vẫn theo Trần Mỗ làm việc ở Đài Loan và giúp đỡ Trần Mỗ rất đắc lực. Ngày trước quốc tính ra đả bại bọn quỷ tóc đỏ, lấy lại Đài Loan, Lâm Huynh Đệ là người có công trong vụ này. Vì tiểu bảo cười nói, lâm đại ca đã giao thủ với bọn hồng ma quỷ là hay lắm rồi. Bọn quỷ la sát có sung ống mà bọn quỷ hồng mao cũng có sung ống, chắc lâm đại ca có kế phá địch. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đều vỗ tay khen người, vì huynh đệ thật là người thông minh. Nguyên trước Ngô Lục Kỳ coi vi tiểu bảo rất tầm thường, lão tưởng vì gã là đệ tử của Tổng Đà Chúa mà lên làm hương chủ thanh mọc đường, giữ địa vị tôn cao. Nhưng sau lão nghe gã nói mấy câu này sinh lòng bội phục, nghĩ thầm, thằng nhỏ này liệu việc rất mau, quả gã có chút bản lãnh. Trần Cận Nam mỉm cười nói, ngày trước quốc tính ra tấn công Đài Loan, Trần Mỗ cũng ở trong quân đội. Súng ống của bọn Hồng Mao quỷ quả là lợi hại, khó bề chống cự. Khi đó bên ta dùng hai kế hoạch, một là đắp tường để cố thủ, vây hãm mấy ngàn quân Hồng Mao ở trong vệ thành đảo Đài Loan hai là cắt đứt nguồn nước ở trong thành khiến cho bọn chúng không có gì uống quân hồng mao không chịu được phải xông ra đánh ban ngày bên ta án binh bất động ban đêm mới dùng đăng bài lá mộc bằng dây và đơn đao đánh giáp lá ca hưng châu hồi ấy huynh đệ thống lãnh đội đăng bài đánh giặc thế nào hãy thật lại cho các vị đây nghe lâm hưng châu đáp đó là nhờ thần cơ diệu toán của quân sư nguyên khi ấy trần cạn nam ở đài loan mang tên là trần vĩnh hoa đã bày kế cho Trịnh Thành Công tấn công Đài Loan. Quân sĩ đều hô ông là quân sư. Vì tiểu bảo hỏi, quân sư ư, gã thấy Lâm Hưng Châu đưa mắt nhìn Trần Cận Nam mà ông lại mỉm cười liền hiểu ngay. Nói tiếp, ủa, hóa ra sư phụ là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đại phá quân man, Trần quân sư đại phá hồng mao binh. Lâm Hưng Châu liền thật chuyện, ngày mồng 1 tháng 3 năm vĩnh lịch thứ 15, quốc tính ra đến lệ tế sông, đốc xuất văn võ bá quan thân quân võ vệ lên chiến hạm khởi hành. Ngày 24 đến Bành Hồ, ngày mùng 1 tháng 4 thì đến biển Lộc Nhĩ ở Đài Loan. Ngoài cửa biển này bãi cát nông dài đến mấy chục dặm. Quân Hồng Mao đục thuyền đánh đắm để lấp cửa biển khiến cho chiến hạm của ta không tiến vào được. Đang lúc chúng ta lâm vào tình trạng bế tắc thì đột nhiên nước thủy chiều dâng lên rất lớn. Bình tướng mừng rỡ hò reo, các chiến hạm ảo ảo ra khơi rồi lên bờ hạ trại quân hồng mao liền đem súng ống đến đánh quân sư bảo anh em nếu chúng ta lùi lại là lăn xuống biển chết chẳng có đất mà chôn bọn hồng mau quỷ có súng ống rất lợi hại nhưng binh tướng bên ta đều dũng cảm tiến lên ai nấy tuân lệnh giam giáp chính quân sư thống lãnh đội vệ phong của bọn tiểu đệ đột nhiên những tiếng nổ liên hồi như sấm sét vang dội cả một vùng trước mặt khói bốc mù mịt những anh em tiền đội ngã lăn ra binh sĩ bên ta náo loạn phải lùi lại vì tiểu bảo nói đó chắc là súng của bọn hồng mao quỷ phát xạ tại hà mới nghe thấy lần đầu cũng sợ hết hồn lâm hưng châu kể tiếp tại hà cũng lòng dạ dối bời chẳng có chủ kiến gì thì nghe quân sư hô bọn hồng mao quỷ bắn một loạt súng rồi còn phải nổi thuốc nạp đạn chúng ta phải thừa cơ nhất tề xông lại tại hà vội thống lãnh anh em tiến lên quả nhiên trong lúc nhất thời bọn hồng mao quỷ chưa kịp nổ súng nhưng khi xông vào tới nơi thì bọn hồng mao quỷ bắt đầu phát xạ lần thứ hai tại hạ lập tức lăn mình dưới đất để né tránh một số đông anh em bên ta bị bắn chết bọn tại hạ chẳng còn cách nào đành phải lùi lại may ở chỗ bọn hồng mao quỷ cũng sợ hãi không dám đuổi theo trận đánh này bên ta thiệt mất mấy trăm binh sĩ binh tướng bên ta đều cúi đầu thở dài ra chiều chán nản cứ nghĩ đến hỏa pháo bên địch là lại ớn da gà vì tiểu bào hỏi về sau phải chăng quân sư lại đưa ra diệu kế lâm hưng châu đáp đúng thế tối hôm ấy quân sư kêu tại hạ lại hỏi lâm huynh đệ phải chăng ngươi là đệ tử của địa đường môn ở núi võ di tại hạ đáp đúng thế quân sư nói ban ngày bọn hồng mao quỷ bắn súng ngươi lập tức nằm lăn xuống đất thân pháp mau lẹ quá chừng tại hạ hồ thẹn đáp bẩm quân sư tiểu tướng không dám tham sống sợ chết ngày mai ra trần quyết không nằm lăn ra làm mất oai phong binh tướng nhà đại minh ta nếu tiểu tướng còn phạm tội xin chịu mất đồng vì tiểu bảo nói lâm đại ca tiểu đệ đoán quân sư không bảo đại ca là con người ham sống sợ chết mà con tán dương thân pháp lăn mình tránh súng rất tài tình chắc lão nhân ra bảo đại ca truyền thân pháp đó cho binh sĩ trần cận nam liếc mắt nhìn vi tiểu bảo ra chiều thỏa mãn về độ thông minh của gã Lâm Hưng Châu vỗ đùi lớn tiếng, đúng quá, vì đại ca là đồ đệ của quân sư, quả nhiên dưới chướng minh sư phải có cao đồ, vì tiểu bảo vừa cười vừa đáp, Lâm đại ca là bộ hạ của gia sư, quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có quân hèn, mọi người đều cười ồ, Lâm Hưng Châu kể tiếp, đêm hôm ấy quả nhiên quân sư bảo, tại hạ, người đừng hiểu lầm ý ta, ta thấy thân pháp, yên thanh thập bát phiên, tùng thử thảo thượng phi, áp dụng vào trường hợp này rất phù hợp, nhưng lan mình đến trước địch quân dùng đơn đao chém vào chân bọn chúng, không hiểu môn, địa đường đao pháp, ngươi đã luyện được chưa? Tại hạ nghe quân sư nói vậy, chứ không trách phạt vì tội nhát gan sợ chết mới vững giả, liền hỏi lại, kính bẩm quân sư, tiểu nhân đã luyện qua môn, địa đường đao pháp, nhưng gia sư bảo, khi đánh nhau ở ngoài mặt trận có thể thi triển đao pháp này lăn xả vào chặt chân ngựa. nay bọn hồng mau quỷ lại không cưỡi ngựa, tiểu nhân chẳng hiểu có ăn thua gì không? quân sư bảo bọn hồng mao quỷ không cưỡi ngựa thì ta chặt chân chúng sao lại không được tại hạ nghe quân sư nói vậy mới tỉnh ngộ bầm giả dạ, giả dạ, tiểu nhân đầu óc rối loạn không được sáng suốt nên chưa nghĩ tới điểm này vi tiểu bào mỉm cười nghĩ bụng sư phụ dạy ngươi môn đao pháp để chém chân ngựa mà ngươi cho là không thể chém chân người thì quả là đầu óc hôn mê không được linh hoạt Lâm Hưng Châu nói, lúc đó quân sư còn bảo tại hạ thử đao pháp một lượt rồi lão nhân gia khen là tại hạ đã luyện đến nơi. Lão nhân gia nói, Lâm huynh đệ, đao pháp và thân pháp của địa đường môn, người luyện được như thế này ít ra là đã phải mất đến 10 năm. Ngày mai chúng ta phải ra trận, muốn truyền thụ cho anh em cũng không kịp được. Vì tiểu bảo nói, cái đó kêu bằng, bình yên thì chẳng siêu hương, đến khi việc gấp ôm chân Phật bà người ta còn ví như cô gái lên kiệu hoa mới xuyên tai, hay lâm trận mới mải thương. Có điều cô dâu lúc lên kiệu hoa mới xuyên tai tuy đã chậm, nhưng vẫn hơn tai chẳng đeo vòng. Còn chuyện lâm trận mới mải thương thì chẳng thà đừng mài nữa, cứ cầm cây giáo han gì mà đi đánh trận hay hơn. Lâm Hưng Châu đáp đúng thế, lúc đó quân sư cũng bảo ban ngày chúng ta ra đã sức xung đột làm cho bọn hồng mau quỷ phải hoảng vía không dám xông vào. Chúng ta tiếp tục đắp tường cho cao, dùng cung tên cố thủ. Người hãy đi dạy các binh tướng cách lăn mình xông vào, vùng đao chém cảng địch. Chỉ nên dạy ba, bốn chiêu cho anh em luyện thuộc là xong. Còn những môn võ công sâu xa của địa đường môn nhất thiết không dùng đến. Tại hạ nhận tướng hiệu của quân sư liền đi truyền dạy ngay đêm mấy chiêu cho binh sĩ bản đội. Sáng sớm hôm sau, bọn hồng mau quỷ quả nhiên đến tấn công. Chúng bị cung nỏ bên ta bắn rát quá phải quay về binh sĩ bản đội đã luyện được năm chiêu địa đường đao pháp liền dậy chuyển tiếp đến những đội quân binh khác. Quân sư lại sai binh sĩ chặt cành cây và dây leo làm lá mục để đỡ đạn của quân Hồng Mao. Ngày thứ tư, mới sáng sớm quân Hồng Mao lại đến tấn công. Bên ta ra nghênh địch, quân sĩ lăn mình xông vào đánh bọn Hồng Mao quỷ một trận tan tành. Trên chiến trường để lại hàng ngàn cây chân lông lá, viên tướng đứng đầu của bọn Hồng Mao quỷ cũng bị chặt mất chân trái hắn đành chịu đầu hàng, lần sau tấn công Đài Loan cũng dùng phương pháp này. Ngô Lục Kỳ cả mừng nói, phương pháp đó của quân sư đã đánh bại được quân Hồng Mao thì chúng ta bất tất phải sợ bọn La Sát. Trần Cận Nam đáp nhưng tình thế hiện nay không giống hồi trước. Ngày ấy số quân Hồng Mao ở Đài Loan chỉ có 3, 4 ngàn người, chết tên nào mất tên ấy. Còn quân La Sát mà đến xâm phạm bờ cõi thì ít ra cũng tới mấy chục vạn người. Chúng còn ồ ạt kéo đến không ngớt, giết bao nhiêu cũng không xuể. Hơn nữa địa đường đao pháp chỉ có thể đánh rất gần, mà quân la sát lại dùng súng lớn oanh kích thì khó lòng chống nổi. Ngô Lục Kỳ gật đầu khen phải. Lão hỏi, vậy theo ý quân sư thì chúng ta nên làm thế nào? Lão nghe Trần Cận Nam lúc giới thiệu Lâm Hương Châu. Ông không kêu lão bằng hương chủ liền tưởng hắn không phải là người trong thiên địa hội, nên cũng không hô Trần Cận Nam là Tổng Đà Chúa. Trần Cận Nam đáp Trung Quốc người nhiều đất rộng, nếu không có hán gian làm nội ứng thì quân nước ngoài khó lòng tiến đánh vào được. Mọi người đồng thanh, đúng thế, bọn thát đát chiếm đoạt giang sơn của chúng ta, hoàn toàn ỷ vào hán gian ngô tam quế dẫn đường. Trần Cận Nam nói, hiện nay ngô tam quế câu kết với nước la sát, khi hắn giấy quân tạo phản, trước hết chúng ta hay đánh hắn một trận tan tành. Quân la sát mà không có nội ứng thì chẳng thể mạo muội tiến vào xâm phạm. Mã siêu hưng nói, có điều ngô tam quế mà tan sớm quá thì hắn chưa kịp đánh quân thanh cho hai bên cùng chết giờ. Trần Cận Nam đáp, Mã Huynh nói vậy rất có lý, nhưng ta phải cân nhắc bề lợi hại. Đem man thanh mà so với nước la sát thì bọn la sát còn đáng sợ hơn nhiều. Vì tiểu bảo xen vào, đúng thế, bọn thát đát cũng giống da vàng mắt đen mũi tệt, chẳng khác gì chúng ta, nói cùng một thứ tiếng. Còn bọn quỷ nước ngoài thì tóc đỏ mắt xanh, nói lý la lý lố. Chừng ai hiểu được Quần hùng bàn chuyện quốc gia đại sự một lúc rồi Trần Cận Nam hỏi đến tin tức về Trịnh Khắc Sang Nguyên Diên Bình Quận Vương là Trịnh Kinh mong như ái tử Phái Trần Cận Nam và Lâm Hưng Châu đi đón hắn về Đài Loan Mã Siêu Hưng Đác nghe nói Trịnh Công Tử cũng đến Liễu Châu và y có một nhân vật rất lợi hại bảo vệ Tên gọi nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm gì đó Tiểu nhân đã phái người đi thám thính để tìm xem chú sở ở đâu y thấy Lâm Hưng Châu ở đó, không tiện nhắc đến chuyện vừa mới bắt được trịnh khắc sàng. Lúc này trời đã gần sáng, hết mưa gió rồi. Mã Siêu Hưng nói, chẳng mấy khi được quân sư và Lâm Đại ca giá Lâm Liêu Châu mà chúng ta lại quần áo ướt hết. Vậy xin mời các vị lên bờ cùng uống chung rượu cho ấm bụng. Trần Cận Nam đáp, hay lắm, trận mưa to gió lớn đêm qua đã đưa con thuyền nhỏ đi xa ngoài ba chục dặm. Khi bơi thuyền về đến Liễu Châu thì ngày sắp đóng ngỏ quần hùng lại theo bến cũ lên bờ, bỗng thấy có người chạy lại hô, tướng công, tướng công, đã trở về, chính là song nhi, người thị ướt đầm đìa, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa vui mừng. Vì tiểu bảo hỏi, sao cô cũng ở đây? Song nhi đáp, hôm qua mưa to gió lớn, tướng công ngồi thuyền ra đi, nô tỳ rất lo lắng chỉ mong tướng công bình an trở về. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, cô cứ ở đây chờ ta hoài sao? Song Nhi ngập ngừng đáp dạ, nô tỳ, nô tỳ chỉ lo. Vì tiểu bảo cười hỏi, lo gì, phải chăng ngươi lo ta bị đắm thuyền? Song Nhi đỏ mặt lên khẽ đáp, tiểu tỳ biết tướng công phước lớn, nhất định không bị đắm thuyền nhưng, nhưng... Một tên thuyền phu đứng trên bờ nói, vị tiểu gia này vào lúc nửa đêm trời đang mưa to gió lớn mướn thuyền ra đi. Y bảo muốn kiếm một người, y trả trước hai trăm lạng không ai chịu đi, y liền tăng thêm hai trăm lạng nữa trương lão tam tham tiền ưng chịu nhưng thuyền vừa khởi hành gặp gió thổi mạnh quá bỗng nghe đánh rắc một tiếng cây cột buồm bị gãy đôi mọi người thấy vậy không ai dám đi nữa y trong lòng nóng này đứng khóc rưng rức, vì tiểu bào cảm động vô cùng gã nắm lấy tay song nhi nói song nhi ngươi ngươi đối với ta thật là hết lòng song nhi đỏ mặt lên cúi đầu xuống đoàn người đi về chỗ trọ của mã siêu hưng thay đổi quần áo ướt xong Mã Siêu Hưng đưa Trần Cận Nam vào xương phòng thuật lại mọi việc đã xảy ra cho ông nghe. Trần Cận Nam liền bảo y, Mã Huynh Đệ, Huynh Đệ lập tức phái người đi thám thính xem trịnh công tử lạc lóng nơi đâu. Mã Siêu Hưng vâng lời, y báo cáo mọi việc trong hội cho Trần Cận Nam nghe rồi hai người trở lại sành đường. Mã Siêu Hưng sai bày một tiệc lớn, mời Trần Cận Nam ngồi tủ tịch. Ngô Lục Kỳ ngồi vào chỗ thứ hai, y mời Vi Tiểu Bảo ngồi chỗ thứ ba nhưng gã đáp lâm đại ca tấn công Đài Loan, thi triển địa đường đao pháp chặt chân bọn hồng mau quỷ, lập nên công lớn. Tiểu đệ đứng bồi rượu y cũng đã vui lòng, khi nào dám ngồi trên một vị anh hùng hảo hán, gã dứt lời liền dắt tay Lâm Hưng Châu đặt vào ghế thứ ba. Lâm Hưng Châu cả mừng nghĩ bụng, chú tiểu đồ đệ này của quân sư tuy nhỏ tuổi mà thật là đáng mặt bằng hiểu. Trong khi uống rượu, Trần Cận Nam lên tiếng dặn vi tiểu bảo, tiểu bảo, người còn có việc lớn bên mình, lần này thầy trò ta cũng không thể ở với nhau lâu ngày được sau khi tàn tiệc ngươi nên về bắc kinh đi thôi vì tiểu bảo đáp dạ đệ tử xin vâng lời sư phụ có điều đáng tiếc là lần này gặp sư phụ cũng không được nghe những lời giáo hối trong ít lâu đã phải chia tay đệ tử lại còn muốn nghe ngô đại ca kể lại những sự tích anh hùng của y ngày trước thôi đành chờ sau khi bình xong ngô tam quế sẽ nghe hết chuyện của đại ca ngô lục kỳ cười đáp ngô đại ca chẳng có sự tích anh hùng gì đâu chỉ những việc tồi bại thì đã làm nhiều nếu năm trước không được nghe những lời giáo huấn của cha y hoàng tiên sinh thì đến nay vẫn còn làm vây cánh cho cọp dữ bán tính mạng cho thát đát tiệp tan vì tiểu bào lấy súng mà ngô tam quế đã tặng gã đưa cho ngô lục kỳ nói ngô đại ca đại ca đi đường xa đến đây để gặp anh em tiểu đệ rất cảm kích đại ca hãy giữ lấy cây súng của nước la sát này để làm kỷ niệm cuộc tương hội giữa chúng ta bữa nay ngô lục kỳ cầm lấy cây súng trỏ ra sân bắn một phát hỏa quang vừa lóe lên bỗng nghe thấy đoảng một tiếng tảng đá lớn trong sân vỡ nát bụi bay mù mịt mọi người thấy thế đều giật nảy mình lên lâm hưng châu nói cây súng của nước la sát so với súng của bọn hồng mao quỷ còn ghê gớm hơn nhiều ngô lục kỳ cảm ơn vi tiểu bảo rồi cất súng vào bọc Trần Cận Nam trao mày nghĩ thầm, hỏa khí của nước la sát lợi hại thế này, nếu chúng đem quân xâm phạm bờ cõi thì quả là khó bề chống chọi. Vì tiểu bảo lại lấy tấm ngân phiếu 5 ngàn lạng bạc đưa cho Lâm Hưng Châu để y tiêu xài. Lâm Hưng Châu ngạc nhiên tự hỏi, chú bé này còn nhỏ tuổi, làm gì có nhiều tiền mà hào phóng như vậy? Y toàn từ chối thì thấy vi tiểu bảo lại lấy ra bốn tấm ngân phiếu, mỗi tấm năm ngàn lạng, đưa cho mã siêu hưng cười nói, mã đại ca phiền đại ca thay mặt cho tiểu đệ mời giúp các vị huynh đệ uống rượu. Mã siêu hưng cười đáp những hai vạn lãng kia ư, thế này thì nhiều quá, uống rượu cả năm cũng không hết. Đoạn y tạ ơn thu lấy, vì tiểu bảo quỳ xuống trước mặt Trần Cận Nam dập đầu, Trần Cận Nam đưa tay ra đỡ gã dậy rồi vỗ vai gã cười nói, Người hay lắm, thật không uổng là đồ đệ của Trần Vĩnh Hoa, vì tiểu bảo đứng gần nhìn rất rõ thấy sư phụ mái tóc đốm bạc, mặt tiểu tùy gã biết mấy năm nay ông bôn tàu giang hồ dày dạn phong sương đã lắm gã không khỏi bịn dịn trong lòng gã muốn tặng cho sư phụ một vật gì liền tính thầm sư phụ ta không cần tiền bạc cũng chẳng thích châu báu cùng đồ chơi ngoài những cái đó ta biết lấy gì biếu lão nhân gia võ công của sư phụ tinh thâm khôn lường lão nhân gia cũng chẳng báo gì thanh thủy thủ cùng tấm bảo y của ta đột nhiên gã xúc động kéo tay áo trần cận nam nói thưa sư phụ đệ tử có việc cần bẩm báo lão nhân ra. Hai người vào xương phòng, vì tiểu bảo thò tay vào phía trong lần áo lót lấy ra một gói.